trời, cuộc sống là cả một sự hỗn tạp. Sao mình lại ngu đần để lấy Shorts trong số bao nhiêu kẻ khác, để rồi kể như cuộc đời chấm dứt ngay từ năm 16 tuổi. Những phút mơ màng trong chán giường và giận tức của Scarlett bỗng bị cắt ngang khi đám đông bị đẩy lùi sát vào tường và các bà cẩn thận khép váy vào để vừa tránh chỗ vừa giữ cho khỏi hở hang. Scarlett nhón gót lên để nhìn trong khi viên đại úy chỉ huy đội dân quân trèo lên bục gỗ dành cho ban nhạc. Khẩu lệnh vang lên và phân nửa đại đội của ông ta xếp thành hàng. Họ thao diễn nhịp nhàng và ngắn gọn một số động tác quân sự chỉ trong vài phút, nhưng mồ hôi cũng đã tươm ra đầy trán. Lập tức tiếng vỗ tay và hoan hô nổi lên vang dội. Scarlett cũng vỗ tay lấy lệ, trong khi các binh sĩ vừa thao diễn xong kéo nhau đi về phía quầy giải khát gồm có nước chanh và rượu rum pha với đường sữa. Nàng quay sang Melanie với ý nghĩ là nên bắt đầu giả dối bằng cách tỏ ra mình cũng thành tâm cùng chính nghĩa. Trông họ đẹp quá phải không chị? Melanie đang loay hoay xếp lại các vật dụng bằng len đan trên quầy. Phần lớn trong số đó còn đẹp mấy lần hơn nếu họ chịu mặc quân phục xám và đang ở chiến trường Virginia. Melanie đáp lại không cần dè dặt hạ thấp giọng. Nhiều người trong số các bà mẹ đang hãnh diện là mẹ của các đội viên dân quân đứng gần đó đã nghe rõ lời chỉ trích vừa rồi. Mặt bà Gwynnen đỏ sờn lên rồi trắng lợt ra vì đứa con trai 25 tuổi của bà, tên William, là binh sĩ của đại đội đó. Scarlett không khỏi kinh hoàng vì những lời đó nói ra từ miệng của Melanie. Kìa, Melly! Em biết đó là sự thật mà, Scarlett. Chị không nói tới các cậu bé và những người lớn tuổi, nhưng phần lớn những người ở trong hàng ngũ dân quân đó hãy còn thừa sức cầm súng chiến đấu, và đó chính là phận sự của họ ngay trong giờ phút này. Nhưng Scarlett chưa hề nghĩ tới chuyện đó bao giờ nên ấp úng tiếp. Nhưng vẫn phải có một số người nào đó ở lại để bảo vệ xứ sở khi bị xâm lăng chứ. Đó là lý do mà William Gunnan đã viện ra để nói với nàng về việc y còn ở lại Atlanta. Melanie lạnh lùng nhìn về phía một toán dân quân. Chẳng ai xâm lấn mình, cũng không ai sắp sửa. Và đường lối hữu hiệu nhất để chống xâm lăng là giác súng tới Virginia và đánh đuổi quân dân kia ngay tại đó. Còn về chuyện bảo là giữ dân quân lại đây để tránh một cuộc nổi dậy của người da đen thì quả là một chuyện ngu si nhất. Tại sao người của chúng ta phải nổi dậy? Đó chỉ là một lối tự biện hộ của những kẻ hèn. Chị đoán chắc là chúng ta sẽ thắng quân dân kia trong vòng một tháng nếu tất cả các đội dân quân của tất cả các tiểu bang miền Nam đều cùng lên đường tới Virginia. Chỉ có vậy thôi. Kìa, Melly! Scarlett kêu lên và nhìn sững Melanie. Đôi mắt huyền của Melanie ngời lửa giận. Chồng chị không sợ ra trận và chồng em cũng vậy, và chị ao ước họ sẽ tử trận còn hơn là ở lại đây. Ồ, em ơi, chị xin lỗi, chị vô tâm và tàn nhẫn quá. Cô chạm nhẹ vào tay Scarlett với vẻ gian lơn, và Scarlett mở to mắt nhìn nàng. Nhưng không phải Scarlett đã nghĩ tới cái chết của Shorts. Nàng chỉ nhớ có Ashley. Nếu chàng cũng chết, nàng quay nhanh lại và mỉm cười một cách vô hồn với bác sĩ Mead đang đi về phía quầy hàng. Được lắm cháu, các cháu chịu tới đây là tốt lắm. Tôi biết các cháu đã phải hy sinh nhiều khi nhận lời đó, nhưng chúng ta có bổn phận hy sinh tất cả vì đại nghĩa. Tôi sắp tiết lộ với các cháu một vụ bí mật đây. Tôi đã có cách kiếm thêm tiền cho bệnh viện một cách bất ngờ, nhưng tôi ngại các bà sẽ hoảng lên. Chuyện gì vậy bác? Nói cho tụi cháu nghe đi. Nghĩ kỹ lại tôi... Nhưng mà tôi muốn để các cháu thử đoán, nhưng các cháu phải ủng hộ tôi. Nếu giáo hội có ý định đuổi tôi ra khỏi thành phố, dù sao đây cũng làm việc gì bệnh viện, các cháu sẽ thấy chưa bao giờ ai làm được như tôi cả. Ôm đường bệ đi về phía các bà giám hộ đang tụ tập trong một góc phòng, và giữa lúc hai chị em đang nhìn nhau định bàn tán về chuyện bí mật đó thì hai ông già bước lại quầy lớn tiếng hỏi mua một mớ đăng tên. Dù sao thì cũng có mấy ông già đến, còn hơn là chẳng có ma nào. Scarlett vừa nghĩ thầm vừa đo đăng tên, vừa làm ra vẻ nghiêm trang khi một ông già nựng cằm nàng. Hai ông lão bước qua quầy giải khát và một số khác lại tới.
quầy của hai chị em nàng không được chiếu cố bằng các quầy hàng của Maybelline, Meriwether, Venue Elsin hoặc chị em Whiting, tràn ngập những tiếng cười đùa khúc khích, những tiếng reo vui làm cho không khí nhộn lên. Melanie bán những món vô dụng đối với đàn ông. Dáng điệu nàng thật tự nhiên như một cô bán hàng trong tiệm, và Scarlett cũng cố bắt chước theo chị chồng. Ở các quầy khác, khách hàng luôn luôn đông đảo, chỉ trừ có quầy của Scarlett. Một vài người ghé lại chỗ hai chị em nàng, kể lể những lúc sống chung với Ashley ở viện đại học và coi chàng như một chiến sĩ xuất sắc, hoặc kính cẩn nhắc tới Sharks và cho rằng cái chết của anh là một mất mát lớn lao cho Atlanta. Rồi dàn nhạc trỗi lên một điệu rộn ràng bài Johnny Booker Hãy Giúp Người Da Đen, khiến Scarlett suýt hét lên. Nàng muốn được khiêu vũ, ước ao được khiêu vũ. Nàng nhìn xuống sàn nhảy, chân nhịp mau theo điệu nhạc, đôi mắt xanh lóe ngời sự thèm khát. Ở cuối lối đi băng ngang đại sảnh, một người khách mới đến đang đứng ở ngưỡng cửa bắt gặp ánh mắt đó và giật mình khi nhận ra nàng. Hắn ngắm nghía tường tận khuôn mặt phiền muộn và ương ngạnh của Scarlett. Hắn chợt cười một mình vì nhận ra vẻ mời mọc mà bất cứ người đàn ông nào cũng có thể đọc được trên khuôn mặt đó. Đó là một gã cao lớn, mặc loại nỉ hảo hạng màu đen, cao hơn mấy sĩ quan đang đứng gần hắn. Vai thật rộng, bụng thon vào, chân anh đôi giày da đánh bóng nhỏ nhắn. Bộ y phục đen nghiêm trang của hắn với chiếc sơ mi xếp nếp bằng vải mịn, ống quần dài ôm gọn cổ chân, trái ngược hẳn với vóc dáng và khuôn mặt vênh váo của hắn. Với một bộ đồ quá sang trên một thân thể lực lưỡng ẩn chứa một cái diện nguy hiểm, hắn vẫn còn có được cái dáng điệu uể oải của người quý phái. Tóc đen ngược, râu mép để gọn và tỉa sát, khiến hắn có vẻ khác lạ hẳn so với những kỵ binh râu mép quá dài và trễ xuống đứng bên cạnh hắn. Có lẽ và đúng thế, hắn là một kẻ có nhiều dục vọng và thích hưởng thụ bất chấp những lời phê phán. Điệu bộ hoàn toàn tự tin và sức sự của hắn với đôi mắt tinh quái liều lĩnh khi nhìn xoắn lấy Scarlett đã khiến nàng linh cảm được cái nhìn đó. Nàng quay lại nhìn hắn. Nàng chợt nghe như đâu đó có một hồi chuông báo thức reo vang, nhưng ngay trong lúc đó nàng không tài nào nhớ được hắn là ai. Tuy nhiên hắn chính là người đàn ông đầu tiên từ nhiều tháng nay đã chú ý đến nàng. Thế là nàng ban cho hắn một nụ cười tươi. Nàng hơi nghiêng mình để đáp lại cái chào của hắn, rồi thì hắn đứng thẳng lên, đi về phía nàng với dáng điệu uyển chuyển hiếm có của người da đỏ. Và Scarlett bỗng đưa tay lên bụm miệng vì kinh hãi. Nàng đã nhớ ra hắn là ai rồi. Quá kinh hoảng, Scarlett rụng rời trong khi hắn đang tìm lối băng ngang qua đám đông. Không chần chừ, nàng hấp tấp quay người lại tìm lối chạy vào phòng giải khát. Nhưng váy nàng bỗng vướng phải một cái đinh trên quầy. Nàng giật mạnh ra làm rách áo, nhưng hắn cũng đã tiến sát tới một bên rồi. Xin vô phép, hắn vừa nói vừa cúi xuống gỡ chỗ áo bị vướng. Tôi không mấy hy vọng là cô nhận ra tôi. Cô Scarlett O'Hara. Giọng của hắn êm dịu một cách lạ kỳ, đúng cái giọng uốn nắn của người quý tộc, trong ấm và hơi kéo dài của người Celestine. Nàng ngước nhìn hắn như cầu khẩn, mặt đỏ tía lên với sự xấu hổ đã bị hắn chứng kiến trong lần gặp gỡ ở thư viện với Ashley. Và tia mắt nàng chạm phải một đôi mắt đen lay láy mà nàng chưa từng thấy. Ánh mắt đó đang long lanh thích thú một cách tàn nhẫn. Trong hàng muôn triệu người trên thế giới này, sao nàng lại phải gặp một con người ghê tởm này? Con người đã chứng kiến chuyện bí mật giữa nàng và Ashley, một chuyện vẫn còn là ác mộng đối với nàng. Con người bí ổi đã phá hoại tiết hạnh nhiều cô gái và đã bị giới quý tộc loại ra. Con người hèn hạ đã dám quả quyết rằng nàng không phải là một thiếu nữ quý phái. Vừa nghe tiếng của hắn, Melanie quay lại và lần đầu trong đời Scarlett tạ ơn Thượng Đế đã ban cho nàng một người chị chồng. Có phải ông Red Butler đó không? Melanie vừa cười vừa hỏi, chìa tay ra. Tôi đã gặp ông trong một ngày vui vẻ vào dịp báo tin lễ đính hôn của bà. Bà còn nhận ra tôi thật là hân hạnh. Hắn khom xuống hôn nhẹ bàn tay Melanie. Ông bận lắm sao mà phải rời Celestine ông Butler? Một vài việc phiền toái về thương mại thưa bà White. Từ nay tôi sẽ phải đến thành phố của bà thường hơn.
không những chỉ mang hàng tới mà tôi còn có bổn phận phải trông chừng việc sắp xếp nữa. Mang tới... Có phải ông là vị thuyền trưởng lừng danh Butler mà chúng tôi thường nghe nhắc đến rất nhiều, người vượt hàng rào phong tỏa? Phải rồi, mấy cô gái ở đây đều mặc áo do ông mang tới. Scarlett, chuyện gì vậy? Em mệt hả? Ngồi xuống đi. Scarlett ngồi thụp xuống ghế, hơi thở nàng dồn dập đến nỗi nàng sợ dây nịt áo đứt tung ra. Thật là kinh khủng, nàng không bao giờ nghĩ tới chuyện còn gặp lại người đàn ông này. Hắn ta lượm cái quạt đen của nàng trên quầy, ân cần quạt cho nàng, quá ân cần, và mặt thật nghiêm trang nhưng đôi mắt vẫn còn giễu cợt. Hắn nói, ở đây nóng quá, cô O'Hara mệt là phải. Tôi có thể dẫn cô tới cửa sổ. Không, Scarlett sẵn giọng, khiến Melanie giật mình. Mợ ấy không còn là Scarlett O'Hara nữa, mà đã là bà Hamilton rồi. Bây giờ mợ là em dâu tôi. Và Melanie nhìn nàng thật dịu dàng. Scarlett muốn siết cổ Red Butler khi nhận ra nét chế giễu trên khuôn mặt đen như hải tặc của hắn. Tôi tin chắc rằng đó là một ích lợi lớn lao cho cả hai người đàn bà duyên dáng. Hắn vừa nói vừa khẽ cúi đầu. Đó là một nhận xét lịch sự của một người đàn ông, nhưng từ miệng hắn nói ra, nàng có cảm tưởng như ngược lại. Tôi nghĩ là chồng của hai bà đều có mặt đêm nay trong dịp vui này. Tôi rất hân hạnh được gặp lại hai ông ấy. Melanie vừa đáp vừa ngẩng đầu kiêu hãnh. Chồng tôi đang ở Virginia. Còn Sharks? Giọng cô bỗng nghẹn lại. Anh ấy đã chết ở đại quân rồi. Scarlett nói tiếp, giọng cộc lốc gần như gằn từng tiếng. Trời, tại sao tên đế tiện này chưa chịu đi? Melanie nhìn nàng trơn trối, ngạc nhiên, trong khi Butler phát một cử chỉ hối hận. Thưa hai bà, tôi không thể nào ngờ được. Các bà nên tha thứ cho, nhưng xin cho phép một kẻ xa lạ như tôi được an ủi hai bà rằng chết vì tổ quốc tức là sống muôn đời vậy. Melanie mỉm cười với hắn qua những giọt lệ long lanh, trong khi Scarlett chỉ cảm thấy có sự phẫn nộ và sự thù ghét bất lực đang day dứt nàng. Hắn lại bày tỏ thái độ lịch sự và ân cần như bất cứ một người quý phái nào có thể làm trong trường hợp tương tự, nhưng ý hắn không phải thế. Hắn chỉ nhạo báng nàng mà thôi. Hắn biết rõ nàng không yêu Sharks, và Melly quả là một kẻ quá dại dột đến không hiểu nổi thầm ý của hắn. Lạy Chúa, nàng bỗng giật mình sợ hãi, xin đừng để ai hiểu được thầm ý hắn. Nếu hắn nói toạc ra, hắn không phải là người đứng đắn, cố nhiên là không thể biết được hành động của hạng người như vậy. Chẳng một tiêu chuẩn nào có thể dùng để phán đoán một con người bất hảo. Nàng nhìn lên, thấy rồng cách trề môi của hắn có một cái gì chế giễu dịu dàng. Ngay cả cách phe vẫy quạt của hắn cũng vậy. Có một cái gì trong cái nhìn của hắn đã thách đố tinh thần nàng, khiến nàng chợt thấy quả quyết hơn trong cơn thù ghét. Đột nhiên, nàng giật lấy cây quạt trong tay hắn và gay gắt. Tôi vẫn khỏe như thường. Đừng có làm cho tóc tôi rối tung lên. Scarlett, em... thuyền trưởng Butler, xin ông thứ lỗi cho. Mợ ấy mất bình tĩnh khi nghe nhắc tới Sinclair bất hạnh. Đúng ra chúng tôi không nên đến đây tối nay. Chúng tôi còn chịu tang như ông thấy, và Scarlett vẫn chưa nguôi ngoai, lại phải chứng kiến cảnh ồn ào náo nhiệt, tiếng nhạc, tội nghiệp lắm. Tôi hiểu lắm. Hắn nói với vẻ nghiêm trang giả dối, nhưng khi quay lại nhìn Melanie và bắt gặp nỗi buồn man mác của nàng, hắn đổi ngay nét mặt ra chiều trọng nể và thật sự đứng đắn. Tôi nhận thấy bà đúng là một người can đảm, bà White. Đừng có nói với tôi, Scarlett giận dữ nghĩ thầm, trong khi Melanie cười bối rối. Không đâu thuyền trưởng Butler, ủy ban bệnh viện chỉ cần chúng tôi chăm sóc quầy hàng này vào phút chót. Một cái áo gối, thưa, đây là một cái áo cờ gối có thêu cờ đẹp nhất. Melanie quay lại với ba người kỵ binh vừa tới quầy. Nàng tiếp tục nghĩ là thuyền trưởng Butler quá tử tế, nhưng rồi lo ngại cho tấm sa che giữa cô và cái ống nhổ đặt trước quầy, bởi vì những kỵ binh này phun nước thuốc lá màu hổ phách không được chính xác như khi họ bắn súng, nên nàng quên phát thuyền trưởng Butler Scarlett mà chỉ còn nhớ có mấy cái ống nhổ, trong khi khách hàng tới đông thêm. Scarlett yên lòng ngồi trên chiếc ghế đẩu phe phẩy quạt, không dám nhìn lên,
chỉ cầu mong cho tên thuyền trưởng Butler sớm trở về sàn tàu của hắn. Chồng bà mất lâu chưa? Ồ, khá lâu, gần một năm. Phải bảo là một thế kỷ mới đúng. Scarlett không biết một thế kỷ là bao nhiêu, nhưng nàng biết rất rõ có cái gì trong cái giọng trêu chọc của hắn, nên nàng im lặng. Ông bà sống với nhau được bao lâu? Tha thứ cho những câu hỏi của tôi, vì tôi đã rời khỏi vùng này khá lâu. Scarlett miễn cưỡng đáp. 2 tháng. Một thảm kịch. Ồ, quả là một thảm kịch không hơn không kém. Cái giọng ung dung của hắn tiếp tục cất lên. Trời ơi, ma quỷ sao không bắt hắn đi? Nếu hắn cũng như mọi người đàn ông khác, mình dễ dàng làm mặt lạnh rồi ra lệnh cho hắn đi chỗ khác. Nhưng mà hắn đã biết chuyện mình với Ashley và cũng biết mình không yêu Sharks. Mình đã bị trói tay rồi. Nàng giận sôi lên nghĩ thế nhưng không dám nói gì cả, chỉ nhìn xuống chiếc quạt. Và đây là lần đầu tiên bà trở lại với nếp sống bên ngoài. Scarlett giải thích mau. Tôi biết làm như vậy là khác thường, nhưng chị em Marlowe đáng lẽ trong trường quầy hàng này lại bị gọi đi bất ngờ. Chẳng ai thay thế, tôi và Melanie đành... Chẳng có hy sinh nào quá lớn đối với đại nghĩa, thưa bà. Quái, bà Elsin cũng nói vậy, nhưng giọng bà ta không giống như giọng hắn. Những tiếng chửi mắng sắp tuôn ra khỏi miệng, nhưng Scarlett cố dằn. Giả lại nàng có mặt ở đây không phải vì chính nghĩa, mà chỉ vì quá chán nản cảnh ngồi nhà. Hắn nói tiếp với vẻ nghĩ ngợi. Tôi vẫn thường nghĩ tới cái lối chịu tang ở đây. Nó giam hãm đàn bà trong lớp nhiễu tang cho tới chết và ngăn cấm mọi sở thích tự nhiên của họ. Thật là dã man, như tục lệ Sute bên Ấn Độ. Sute hả? Hắn phá lên cười làm Scarlett đỏ mặt vì sự dốt nát của mình. Nàng không thích những kẻ sử dụng các ngôn ngữ nàng không hiểu. Ở bên Ấn, khi người chồng chết, thi hài được hỏa táng thay vì chôn cất, và người vợ bị bắt buộc lên giàn hỏa để chết theo chồng. Ôi, thật là kinh khủng quá. Sao họ lại làm vậy? Không có cảnh sát ngăn cản hả? Dĩ nhiên là không. Một người vợ không chịu chết thiêu theo chồng sẽ bị loại ra ngoài xã hội. Những bà vợ Ấn khác cho rằng người đàn bà đó hành động như một người có giáo dục, cũng giống như những bà ngồi trong góc phòng kia sẽ xôn xao lên nếu đêm nay bà mặc một chiếc áo đỏ và khiêu vũ. Riêng tôi cho rằng tục lệ Sute còn nhân đạo hơn cái tập tục duyên dáng của miền Nam chúng ta là chôn sống các quá phụ đó. Ông dám nói là tôi bị chôn sống hả? Vậy mà phụ nữ vẫn cố bám víu vào những xiềng xích đang trói họ. Bà cho rằng tục lệ của người Ấn dã man, nhưng bà có can đảm chường mặt ở đây đêm nay không nếu liên bang miền Nam không cần bà? Tranh luận theo cái lối này thường làm Scarlett bối rối, càng bối rối gấp bội khi nàng mơ hồ nghĩ rằng chắc hắn nói có phần nào đúng. Nhưng bây giờ chính là lúc đánh gục hắn đây. Dĩ nhiên tôi sẽ không đến, vì tôi sẽ làm một sự bất kính với... Người ta sẽ nghĩ rằng tôi không yêu. Mắt hắn theo dõi từng tiếng của nàng, tỏ ra thích thú một cách thô bỉ. Ánh mắt đó làm cho nàng không thể nói tiếp. Hắn biết nàng không yêu Sharks và hắn sẽ không để cho nàng bày tỏ những tình cảm cao đẹp mà nàng có thể giải bày. Thật kinh khủng khi chạm trán với một kẻ chẳng ra gì. Người quý tộc thường tỏ ra tin tưởng ở phụ nữ, dù biết rằng người phụ nữ ấy nói dối. Đó là tinh thần cao thượng của người miền Nam. Người quý tộc luôn luôn tôn trọng quy tắc, nói chuyện đứng đắn và làm cho phụ nữ cảm thấy dễ chịu hơn. Còn tên đàn ông này không quan tâm gì đến tục lệ, và hiển nhiên là hắn thích thú khi bàn về những chuyện chẳng ai buồn nói tới. Tôi đang mòn mỏi đợi bà đấy. Scarlett sụp mắt mắng bừa. Ông là một kẻ đáng tởm. Hắn nghiêng mình qua quầy hàng cho đến khi miệng kề sát bên tai nàng và thì thầm với giọng mô phỏng các cách hát trên sân khấu. Đừng sợ hỡi giai nhân, bí mật của giai nhân sẽ được tôi giữ kín. Scarlett nghiến răng. Ồ, ông có thể nói như vậy được hả? Tôi chỉ muốn trấn tĩnh bà. Bà muốn tôi nói gì đây? Hay là tôi phải bảo hãy lấy tôi người đẹp, nếu không tôi sẽ tiết lộ hết. Nàng thấy cái nhìn của hắn có vẻ nghịch ngợm như một thằng bé. Đột nhiên nàng phá lên cười, tình trạng mới ngớ ngẩn làm sao. Rồi hắn cũng cười,
và cười thật to đến nỗi mấy bà giám hộ ngồi ở góc phòng cùng quay lại nhìn, chừng nhận ra người quá phụ của Sharks đang cười cợt với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Các bà chùm nhâm nhau lại sầm xì bàn tán. Một hồi rống bỗng rền vang, tiếp theo là những tiếng suýt suýt, trong khi bác sĩ Ned bước lên bục gỗ dang rộng hai cánh tay ra dấu bảo mọi người im lặng. Ông bắt đầu nói: "Tất cả chúng tôi đều chân thành cảm tạ quý bà, quý cô duyên dáng đã không hề biết mệt mỏi trong tình yêu nước, nỗ lực làm cho phiên chợ Phước Thiện hôm nay chẳng những dồi dào về phần tài chính, lại còn biến gian phòng xấu xí này thành một nơi thơ mộng, một khu vườn trổ ngập hoa hồng ở quanh tôi." Tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên. "Quý bà quý cô đã làm hết sức mình, chẳng những hao tốn thì giờ mà còn vất vả chân tay, do đó những món hàng xinh xắn trên các quầy hàng kia càng đẹp gấp đôi, bởi vì đó là thành quả từ những bàn tay mềm mại xinh xắn của phụ nữ miền Nam." Lại có thêm nhiều tiếng hoan hô. Red Butler đang hững hờ dựa người vào quầy gần bên chỗ Scarlett nói nhỏ: "Một con dê già kênh kiệu, đúng không?" Scarlett hoảng kinh vì lời phạm thượng đó lại nhằm vào một công dân được tôn kính nhất ở Atlanta, nên nàng nhìn hắn với vẻ trách móc. Nhưng quả thật, ông bác sĩ trông chẳng khác một con dê với chòm râu cằm xăm xám, cứ luôn luôn nhúc nhích. Chừng nhận ra như thế, Scarlett phải cố gắng lắm mới khỏi bật cười. "Nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ. Quý bà yêu mến của quỹ ban bệnh viện mà bàn tay tươi mát của họ đã xoa dịu biết bao nhiêu đau đớn, đã cướp khỏi móng vuốt tử thần những thương binh can đảm phục vụ cho đại nghĩa. Quý bà ấy biết rõ nhu cầu của chúng ta. Tôi không thể kể hết những nhu cầu đó. Chúng ta cần thêm ngân quỹ để mua dược phẩm tận bên Anh quốc. Và đêm nay chúng ta cũng hân hạnh được đón tiếp một vị thuyền trưởng dũng cảm đã từng đi qua cuộc phong tỏa cả năm rồi, và con người gan lì đó lại sắp sửa ra đi để mang thuốc men về cho chúng ta. Đó là thuyền trưởng Red Butler." Dù bị nhắc tới quá bất ngờ, anh chàng dược phong tỏa vẫn bình tĩnh và lễ độ khom mình chào. Quá lễ độ, Scarlett vừa nghĩ thế vừa cố phân tích điều đó. Dường như hắn tỏ ra quá lễ độ như thế, làm gì sự khinh bỉ của hắn cũng quá lớn đối với những người hiện diện. Nhiều tiếng vỗ tay vang dội nổi lên trong khi hắn cúi chào, và nhiều cái cổ ngẩng lên từ phía các bà trong góc. Thì ra đó là kẻ mà quá phụ Sharks Hamilton nãy giờ trò chuyện. Ai dám bảo là Sharks qua đời chưa được một năm. Bác sĩ Mead tiếp tục: "Chúng ta cần thêm vàng. Đó là điều mà tôi sắp đòi hỏi ở quý vị. Tôi đòi hỏi quý vị một sự hy sinh. Nhưng so với những hy sinh của bao chiến sĩ oai hùng mặc quân phục xám đã thực hiện, thì sự hy sinh này quá nhỏ bé đến buồn cười. Thưa quý bà quý cô, tôi mạn phép xin những món nữ trang của quý vị." "Chính tôi xin cho tôi ư?" "Không phải đâu, liên bang miền Nam xin quý vị đó. Một viên bảo thạch lóng lánh trên cổ tay xinh xắn thì đẹp biết chừng nào. Cũng đẹp biết bao khi những chiếc kẹp ngời chiếu trên ngực áo của những người phụ nữ ái quốc. Nhưng chính sự hy sinh mới cao quý hơn tất cả vàng bạc và châu báu của Ấn Độ cùng gom lại. Vàng sẽ được nấu chảy ra và ngọc thạch kim cương sẽ được bán đi để lấy tiền mua thuốc men hoặc các vật dụng y khoa khác. Thưa quý bà quý cô, hai thương binh oai dũng của chúng ta sẽ đi rảo qua trước quý vị với những chiếc giỏ và..." Nhưng đoạn cuối bài diễn từ bị lấp mất trong cơn xao động ầm ĩ của những tiếng vỗ tay và những lời hoan hô. Ý nghĩ đầu tiên của Scarlett là vui mừng vì còn đang mặc tang phục nên không mang theo đôi bông tai quý giá của nàng, chiếc dây chuyền bằng vàng của bà ngoại nàng cho và đôi xuyến cũng bằng vàng cùng chiếc trâm bằng thạch lựu ngọc. Nàng thấy anh chàng thấp bé mặc quân phục lòe loẹt như binh sĩ Rover với chiếc giỏ trên một tay còn lành lặn đi vòng quanh và phụ nữ già cũng như trẻ, vừa cười đùa vừa ham hở tháo tuột những chiếc vòng ra rồi làm như đau đớn vì bị tróc da rầy thịt, trong khi một số khác giúp nhau tháo gỡ kiềng cổ hoặc rút trăm và kẹp áo. Những tiếng lanh canh không ngớt vang lên nho nhỏ khi các món nữ trang chạm vào nhau xen với tiếng gọi: "Khoan khoan, chờ một chút, tháo được rồi, đây nè." Maybelle Meriwether hì hục tháo đôi vòng đang đeo, một chiếc ở trên và một chiếc ở dưới khuỷu tay. Fanny Elsing kêu lớn: "Má cho phép con nha."
trong khi bận lo gỡ viên trân châu nạm trên một khối vàng đang cài ở tóc. Đó là vật gia bảo của cô ta. Cứ mỗi một món nữ trang ném vào giỏ là một tràng pháo tay và một loạt hoan hô. Anh chàng thấp bé hay nhăn nhó đang tiến về phía quầy Scarlett. Chiếc giỏ đã nặng trĩu. Lúc anh ta đi qua, Red Butler ném vào giỏ cái hộp đựng thuốc lá bằng vàng với dáng điệu thờ ơ. Khi anh ta tới trước mặt Scarlett, nàng vừa lắc đầu vừa xòe tay cho biết là mình chẳng có gì cả. Là người duy nhất giữa đám đông không có gì tặng thì thật khó coi. Và nàng bỗng để ý tới chiếc nhẫn vàng ngày cưới. Trong phút giây bàng hoàng đó, nàng cố hình dung lại khuôn mặt Sharks lúc anh ta đeo nhẫn cho nàng. Nhưng hình ảnh Sharks đã nhạt nhòa. Nhạt nhòa bởi vì nàng đang bực dọc với chính mình là không muốn nhớ nhưng vẫn cứ nhớ. Sharks chính là nguyên nhân cắt đứt cuộc sống tươi vui của nàng và biến nàng thành một phụ nữ già. Đột nhiên nàng vặn mạnh chiếc nhẫn để tháo ra, nhưng nó vẫn dính chặt. Anh chàng rùa về thấp bé đi dần tới chỗ Melanie. Scarlett gọi lớn: "Khoan đã, tôi có món này." Chiếc nhẫn rút ra và trong khi toan liền nó vào chiếc giỏ lạc quyên đã đầy ắp dây chuyền, đồng hồ, cà rá, kẹp áo và vòng xuyến, nàng bỗng thấy ánh mắt Red Butler. Miệng hắn đang cười mai mỉa. Nàng ném phắt chiếc nhẫn vào giỏ, điệu bộ khiêu khích: "Ô, em của chị!" Melanie kêu lên nhanh nhỏ và nắm lấy tay nàng, mắt sáng ngời vì yêu thương và hãnh diện. "Em của chị thật can đảm, xin vui lòng đợi một chút, trung úy Picard, tôi có món này." Rồi Melanie cắm cúi lo tháo gỡ chiếc nhẫn cưới của mình ra, chiếc nhẫn mà Scarlett biết rõ là chưa bao giờ rời khỏi ngón tay người chị chồng từ khi Ashley đeo vào đó. Chẳng một ai ngoài Scarlett hiểu được là chiếc nhẫn ấy vô giá đối với Melanie đến mức độ nào. Tháo xong chiếc nhẫn, Melanie siết chặt nó trong lòng bàn tay một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt lên trên những món nữ trang kia. Cả hai thiếu phụ cùng đứng nhìn anh chàng Ruve bước dần về phía nhóm các bà ngồi ở góc phòng. Scarlett vênh mặt lên, còn Melanie thì đầy cảm xúc nhưng không khóc. Thái độ của hai người không thoát khỏi cái nhìn của gã đàn ông bên cạnh họ. "Nếu em không có đủ can đảm làm chuyện đó, chắc chị cũng không luôn." Melanie vừa nói vừa quàng tay ôm cô em dâu. Scarlett muốn dùng ra và hét lớn: "Quái đản chưa?" Nhưng ông Gerard vẫn thường gầm lên khi nóng tức. Nhưng nàng lại bắt gặp ánh mắt của Red Butler nên đành cười cay cú. Cái lối Melanie cứ ngộ nhận những hành động của nàng thật là phiền toái. Nhưng thà cứ thế còn hơn là để bà chị chồng biết ra sự thật. Red Butler xen vào giọng dịu dàng: "Cử chỉ đó mới đẹp làm sao. Chính vì những hy sinh như sự hy sinh của các bà mới tặng thêm được lòng dũng cảm của những người con trai mặc quân phục xám." Scarlett lại muốn sỉ giả hắn thật thậm tệ, nhưng lại phải cố dằn. Cứ mỗi lời hắn nói đều ẩn chứa một sự nhạo báng. Nàng ghét hắn ghê gớm, thế mà hắn cứ đứng đó dựa người uể oải vào quầy hàng. Nhưng có một cái gì kích thích từ người hắn toát ra, một cái gì ấm áp, đầy sinh khí và hấp lực. Toàn thể dòng máu ái nhĩ lan trong người nàng đồng loạt nổi dậy, đương đầu với đôi mắt đen lay láy của hắn. Nàng quyết định ra tay triệt hạ cái thói kênh kiệu đó. Hắn đã biết chuyện bí mật của nàng nên thắng thế vượt bực. Như vậy nàng cần phải thay đổi chiến thuật để đẩy hắn vào một vị trí bất lợi trước đã. Nàng phải cố dằn nổi xung động để đừng nói thẳng mình đang nghĩ gì về hắn. Đường mật bao giờ cũng bắt được ruồi hơn là giấm, như Mami đã nói. Và nàng sắp sửa bắt giữ và chế ngự con ruồi này để không còn bao giờ bị nó đe dọa nữa. Nàng đáp bằng một giọng ngọt ngào, hoàn toàn làm như không nhận thấy sự châm biếm của hắn. "Cảm ơn ông." Một lời khen từ miệng của một người lừng danh như thuyền trưởng Butler thật là đáng giá. Hắn ngửa đầu ra và cười ầm lên. Đối với Scarlett đang giận sôi, tiếng cười của hắn nghe như tiếng kêu ăn ẳng của loài chó. Mặt nàng đỏ rần lên. Hắn hạ thấp giọng chỉ vừa đủ một mình Scarlett nghe ra giữa sự ồn ào: "Sao cô không nói thẳng ra đi? Tại sao cô không nói tôi là một thằng đểu cán và tôi phải đi ra chỗ khác ngay? Nếu không thì cô sẽ cho một trong những chàng trai dũng cảm mặc quân phục xám kia lôi cổ tôi ra.
Scarlett lại sắp sửa ứng đối thẳng thừng, nhưng cố thu hết can đảm để chỉ nói nhẹ nhàng. Kìa, thuyền trưởng Butler, ông nói gì lạ vậy? Ông làm như ở đây chẳng ai biết ông phi thường ra sao và dũng cảm thế nào. Lại là một hắn cắt ngang. Cô làm tôi thất vọng vô cùng. Thất vọng hả? Phải, lần đầu tiên tình cờ gặp nhau, tôi cứ tưởng là sau cùng mình đã may mắn gặp được một thiếu nữ chẳng những đẹp mà còn can đảm nữa. Bây giờ hiểu ra, tôi chỉ còn thấy cô đẹp không thôi. Có phải ông muốn nói là tôi hèn nhát không? Đúng, cô không đủ can đảm để nói những gì cô đang nghĩ. Ngay lần đầu gặp cô, tôi đã nghĩ đây là một cô gái hiếm có. Cô ta không như các thiếu nữ đần độn khác chỉ biết nghe và theo lời của vú nuôi. Đám con gái kia còn che đậy những cảm nghĩ, mơ ước và mối đau khổ của họ bằng những lời thật ngọt ngào. Vì thế tôi tự bảo cô O'Hara là một người can đảm hiếm có. Cô ta hiểu rõ những gì cô ta muốn và không bao giờ che đậy ý nghĩ của mình hay ném mấy cái bình. Ồ, được rồi, tôi sẽ nói cho ông nghe những gì tôi đang nghĩ. Nếu ông là người có chút ít giáo dục thì ông chẳng đến đây và nói chuyện với tôi. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy ông nữa. Nhưng ông không đứng đắn mà chỉ là một tên vô lại. Ông đừng có tưởng nhờ mấy chiếc tàu một nát nhỏ xíu có thể qua mặt được bọn dân khi là ông có quyền trương mặt tại đây để chế nhạo những người anh hùng và tất cả những phụ nữ hy sinh cho chính nghĩa. Thôi thôi, cô bắt đầu khá rồi đó. Vì đã dám nói những gì cô nghĩ. Nhưng đừng có bắt đầu nói với tôi về vấn đề chính nghĩa nha. Chán lắm rồi. Và tôi tin chắc là cô cũng chán như tôi. Làm sao mà ông... Scarlett ngập ngừng, mất cả bình tĩnh, nhưng sau đó cố đứng tỉnh lại. Nàng giận sôi lên vì đã để rơi vào bẫy của hắn. Hắn nói: tôi đứng ở ngưỡng cửa quan sát cô trước khi cô thấy tôi. Đồng thời tôi cũng quan sát các cô gái khác. Gương mặt của tất cả bọn họ đều như đúc từ một khuôn, còn cô thì không. Thật dễ hiểu là cô nghĩ tới chuyện gì. Cô không quan tâm tới việc bán hàng và chắc chắn là cô cũng chẳng nghĩ tới chính nghĩa hoặc nhà thương đâu. Trên mặt cô, người ta thấy rõ sự thèm khát được khiêu vũ, được vui chơi nhưng không thể làm được. Vì vậy mà cô tức. Nói thật đi, tôi nhận xét có đúng không? Tôi không còn gì để nói với ông, thuyền trưởng Butler. Ông đừng quá kiêu căng, tự cho là người hùng dược phong tỏa để có quyền nhục mạ đàn bà. Người hùng dược phong tỏa hả? Cô có đùa không? Hãy cho tôi thêm một ít thời giờ quý báu của cô trước khi ném tôi ra ngoài. Tôi không muốn một người yêu nước kiều diễm như cô lại có thể ngộ nhận về sự đóng góp của tôi vào chính nghĩa của liên bang miền Nam. Tôi không muốn nghe những chuyện khoác lác của ông. Đối với tôi, cuộc phong tỏa chỉ là một dịch vụ thương mại, và nhờ đó mà tôi đã kiếm ra tiền. Khi nào nó không còn giúp tôi để kiếm ra tiền nữa thì tôi rời bỏ ngay. Cô nghĩ sao? Tôi nghĩ rằng ông là một tên vô lại vụ lợi như bọn dân kia. Hắn lại nhe răng cười. Đúng, tụi dân kia đã giúp tôi kiếm khá nhiều tiền. Có gì đâu, tháng rồi tôi có thuyền thẳng tới hải cảng Nữ Ước và lấy hàng ở đó. Scarlett kêu lên hồi hộp và thích thú. Hả? Chứ họ không nã trái pháo vào tàu ông sao? Cô ngây thơ quá. Họ bắn tôi để làm gì chứ? Thiếu gì những người cực lực ủng hộ miền Bắc nhưng vẫn không ngại kiếm tiền bằng cách bán hàng cho liên bang miền Nam. Tôi chở tàu vào thẳng Nữ Ước, mua hàng tại các thương hội của tụi Yankee, dĩ nhiên là theo kiểu chợ đen, và quay về. Lúc nào nhận thấy hơi nguy hiểm, tôi lại đi Nassau. Ở đó cũng có những công dân miền Bắc cùng một loại, bán cho tôi thuốc súng, đạn trái phá và quần áo đẹp. Vậy là tiện hơn đi Anh Quốc. Nhiều lúc cũng khó ghép vào Charleston hay Wilmington, nhưng vàng thì luôn luôn qua lọt những chỗ khó khăn một cách không ngờ. Ồ, tôi đã biết bọn dân kỳ đê tiện như thế nào rồi, nhưng tôi không ngờ. Sao lại trách bọn dân kỳ kiếm sống một cách lương thiện nhờ việc bán hàng ra ngoài miền Bắc của chúng? Cả thế kỷ nữa cũng chẳng có gì xảy ra. Họ biết đương nhiên liên bang miền Nam sẽ bị đè bẹp, thì tại sao họ lại không chịu thủ lợi trên đó? Đè bẹp chúng ta hả? Dĩ nhiên. Ông làm ơn đi chỗ khác, hay là tôi kêu xe về nhà để thoát khỏi ông.
hắn lại cười thích thú. Đúng là một cô gái có máu phiến loạn. Hắn cúi chào và đi nơi khác, để lại Scarlett với lòng ngực căng phồng vì quá giận. Trong nàng bừng lên một nỗi thất vọng mà nàng không phân tích nổi, sự thất vọng của một đứa bé nhìn thấy ảo tưởng bị sụp đổ. Tại sao hắn dám đội uy danh của những người vượt phong tỏa? Và tại sao hắn dám nói miền Nam sẽ bị đè bẹp? Hắn đáng bị xử bắn vì nói như vậy, bị bắn như một tên phản nghịch. Nàng rảo mắt nhìn quanh, tất cả đều tin tưởng vào chiến thắng, đều can đảm, đều thành tâm. Nàng chợt cảm thấy có một chút giá lạnh trong tim. Bị đè bẹp ư? Những người đang có mặt ở đây ư? Không bao giờ. Chỉ nghĩ tới chuyện đó không thôi cũng đủ là bất chính rồi. Melanie quay lại hỏi Scarlett sau khi các khách hàng đi khỏi. Hai người thì thầm gì vậy em? Chị cứ thấy bà Meriwether nhìn em chằm chằm nãy giờ đó. Em biết là họ sẽ nói gì về em chứ? Ô, em không chịu nổi hắn, một tên vũ phu mất dạy. Còn bà già Meriwether thì mặc kệ bà ấy. Tôi đã quá chán cái kiểu làm như một con ngu chỉ để vừa lòng bà ta thôi. Melanie hốt hoảng. Kìa, Scarlett. Bác sĩ Med lại sắp nói gì nữa kìa. Đám đông bớt ồn ào khi bác sĩ Med cất giọng. Trước tiên ông ngỏ lời cảm ơn các bà đã sốt sắng khuyên tặng nữ trang. Và bây giờ thưa quý bà, quý ông, tôi sắp dành cho quý vị một sự ngạc nhiên. Sự thay đổi có thể làm cho một số quý vị không thích, nhưng tôi xin nhắc quý vị rằng tất cả đều vì bệnh viện và cho sự chăm sóc những chàng trai yêu quý của chúng ta đang điều trị tại đó. Mọi người đều ngẩng cổ chờ đợi, cố gắng tưởng tượng chuyện mà ông bác sĩ nghiêm trang kia có thể làm cho họ ngạc nhiên hay bất bình. Cuộc khiêu vũ sẽ bắt đầu với một điệu Tô Cách Lan, sau đó là một điệu Luân Vũ, điệu Polka, điệu Shoshit và điệu Mazurka. Tôi biết quý vị sẽ ganh đua với nhau về vũ điệu Tô Cách Lan và... Ông bác sĩ lau trán và ném một cái nhìn kỳ dị về phía góc phòng, nơi vợ ông đang ngồi giữa các bà giám hộ. Thưa quý ngài, nếu quý ngài muốn được khiêu vũ với một bà nào mà quý ngài đã chọn lựa, quý ngài sẽ phải đấu giá. Tôi sẽ là người giảo giá và số tiền thu được sẽ hoàn toàn dành cho bệnh viện. Các chiếc quạt đang phe phẩy bỗng ngừng ngay và tiếng xì xào nổi lên. Góc phòng dành cho các bà giám hộ thật là huyên náo. Bà Mê muốn ủng hộ chồng trong một việc làm mà bà thật tình chẳng vừa ý chút nào nên rất bối rối. Bà Elsie Meriwether và Whiting mặt đã đỏ gay vì tức tối, nhưng đột nhiên đội vệ binh reo hò tán thành và tiếp theo là các binh sĩ khác. Các thiếu nữ vỗ tay và nhảy cỡn lên. Nè, em có thấy là giống như một cuộc trả giá bán nô lệ không? Melanie hỏi nhỏ Scarlett trong khi mắt nàng nhìn đăm đăm vào lão bác sĩ mà từ trước tới nay nàng vẫn cho là hoàn thiện. Scarlett không trả lời, mắt long lanh và tim se lại vì đau xót. Phải chi nàng không phải là quả phụ, phải chi nàng vẫn còn là Scarlett O'Hara. Nàng đứng trên sàn nhảy kia với chiếc áo màu xanh vỏ táo, với những cánh nơ bằng nhung xanh thẫm phấp phới trên ngực và nụ nguyệt hạ hương cài trên tóc. Nàng sẽ được mở đầu cuộc khiêu vũ. Phải, đúng vậy, sẽ có hàng chục đàn ông tranh giá với nhau để giành nàng và sẽ trả rất nhiều tiền cho ông bác sĩ. Ồ, phải chịu ngồi đây như một vũ nữ ế khách nhìn Fanny Hemebelly mở đầu cuộc khiêu vũ như là hoa hậu của Atlanta. Bỗng nhiên, giọng Creole của anh chàng nhỏ thó thuộc đội Jewel át hết những tiếng ồn ào. Tôi xin phép trả $20 cho cô Mabel Meriwether. Chú thích giọng Creole là giọng đặc biệt vừa lai Pháp, vừa lai Tây Ban Nha lẫn da đen. Hết chú thích. Mabel mặt đỏ gay vì e thẹn vùi đầu vào vai Fanny và cả hai cô gái vừa vùi đầu vào nhau vừa cười khúc khích trong khi những người khác tiếp tục gọi những tên mới. Lại thêm một số tiền, bác sĩ Mead là bắt đầu cười tươi, không quan tâm những lời thì thào chỉ trích của các bà trong ủy ban bệnh viện. Lúc nãy bà Meriwether quả quyết lớn tiếng rằng con gái bà sẽ không bao giờ dự vào một cuộc đấu giá phục thiện như vậy. Nhưng khi tên của Mabel được gọi lên nhiều lần và khoản tiền đã tới $75, sự phản kháng của bà bắt đầu lung lay. Scarlett chống khuỷu tay lên quầy hàng và gần như lóa mắt vì những tiếng cười giòn tan của đám đông đang nhấp nhô trên sàn nhảy, tay đầy nhấp giấy bạc liên bang miền Nam.
Bây giờ tất cả đều sắp được khiêu vũ, trừ nàng và mấy bà già. Bây giờ ai cũng thỏa thích, chỉ trừ nàng. Nàng thấy Red Butler đã đứng ngay bên cạnh ông bác sĩ, và trước khi nàng kịp thay đổi sắc mặt, hắn đã thấy nàng. Môi hắn trễ xuống, chân mày vểnh lên. Nàng hất mặt tới quay mặt đi, nhưng đột ngột nàng nghe tên mình được gọi to, gọi bằng một giọng Charleston không thể nào nhầm lẫn được và lấn át hẳn bao nhiêu tên khác. Bà Charles Hamilton, $150 tiền vàng. Đám đông cùng kêu lên vì cái tên người lẫn món tiền. Scarlett sửng sốt đến cứng người. Nàng vẫn còn ngồi chống tay vào cằm, mặt mở rộng vì kinh dị. Mọi người đều quay nhìn nàng. Nàng thấy Red Butler. Chắc chắn là ông ta biết nàng còn đang chịu tăng chồng, không thể ra sàn nhảy được. Nàng lại thấy vai của Red rung nhẹ một cách bất chấp. Ông bác sĩ hỏi: một người đẹp nào khác chăng, thưa ông? Red trả lời một cách rõ ràng, mắt hắn hững hờ quét qua đám đông. Không, bà Hamilton. Bác sĩ Ned nói với giọng kích động: tôi đã nói với ông là không được, bà Hamilton sẽ không. Scarlett nghe có tiếng trả lời mà ngay phút đầu tiên nàng cũng không nhận ra là chính giọng của mình. Được, tôi chấp nhận. Nàng nhổm dậy, tim đập mạnh và mau đến nỗi nàng sợ không đứng vững. Đập mạnh vì vừa xúc động, lại vừa được làm trung tâm điểm cho sự chú ý của mọi người, và vì là được cô gái đắt giá nhất, và đặc biệt là sắp được khiêu vũ. Có cần, họ muốn nói gì thì nói. Nàng lẩm bẩm trong khi ngọn lửa cuồng dại êm ả nung nấu cả hồn nàng. Ngửa đầu ra sau, nàng vội vã bước ra khỏi quầy hàng, nhịp gót cóc cách và mở rộng chiếc quạt bằng lụa đen ra. Trong một thoáng, nàng thấy cái nhìn ngơ ngác của Melanie, của các bà giám hộ, của các thiếu nữ quanh mình, và sau đó là sự tán thành nồng nhiệt của các quân nhân. Rồi thì nàng đã ở giữa sàn nhảy, và Red Butler đang rẽ đám đông tiến tới, cũng với nụ cười châm biếm độc hại trên môi. Nhưng nàng bất cần, bất cần cho dù hắn có là Abe Lincoln cũng mặc. Nàng lại sắp được khiêu vũ, nàng sắp hướng dẫn điệu Tô Cách Lan. Nàng khom mình chào và mỉm cười rạng rỡ. Hắn cúi đầu chào lại, một bàn tay đặt trước ngực. Hoảng kinh, lão Levi cứu giãn tình thế. Ông hô lớn: xin quý vị chọn người để mở đầu một vũ điệu cho Virginia. Và ban nhạc tấu lên bản tuyệt vời nhất, Dixie. Sao ông dám làm tôi bị chú ý quá nhiều vậy, thuyền trưởng Butler? Kìa, bà Hamilton, rõ ràng là bà mong được mọi người chú ý kia mà. Tại sao ông lại gọi tên tôi trước mặt mọi người? Bà có quyền từ chối. Nhưng tôi phải vì chính nghĩa. Tôi không thể nghĩ đến cá nhân tôi khi ông đã có ý tặng quá nhiều vàng. Đừng cười nữa, họ đang nhìn mình kìa. Không thể nào tránh được. Còn cô đừng có lải nhải về chuyện chính nghĩa với tôi. Cô muốn được khiêu vũ và tôi đã giúp cô được cơ hội đó. Bước này là bước chót trong điệu reel hả? Phải, tôi muốn nghỉ để được ngồi. Sao, tôi đã dẫm lên chân cô hả? Không, nhưng người ta đã dị nghị tôi. Cô lo ngại thật à? Hãy nghĩ kỹ đi. Nhưng mà cô có phạm tội ác nào không? Sao không tiếp tục điệu luân vũ với tôi? Nhưng nếu mẹ tôi mà biết. Cô vẫn còn theo níu áo mẹ phải không? Ông độc ác lắm, nhất là với cái lối châm biếm đức hạnh. Đức hạnh là cái quái gì? Cô có sợ họ dị nghị không? Không, nhưng mà nè, thôi đừng nói chuyện đó nữa. Tạ ơn Chúa, điệu luân vũ đã bắt đầu. Mấy điệu reel luôn luôn làm cho tôi mệt đứt hơi đó. Đừng tránh né câu hỏi của tôi. Mấy lời dị nghị của mấy bà đó có quan hệ gì tới cô không? Ông lại cố gài tôi vào. Không, nhưng đã là đàn bà thì phải làm như lo lắng về điều đó. Nhưng đêm nay tôi bất cần. Hoan hô, bây giờ cô đã bắt đầu nghĩ đến mình thay vì để cho kẻ khác nghĩ giùm. Đó là bước khởi đầu của sự khôn ngoan đó. Ô, nhưng mà khi nào cô bị dị nghị như chính tôi đã bị, cô sẽ ý thức rằng đó là chuyện nhỏ nhặt. Đây nè, chẳng một gia đình nào ở Charleston thừa nhận tôi.
Dù cho tôi có góp phần vào chủ nghĩa thần thánh và công bình của chúng ta, tôi vẫn bị coi như bỏ đi. Thật là kinh khủng quá. Có gì đâu, cho tới khi đã mất danh giá, cô cũng không bao giờ ý thức được thế nào là một gánh nặng và thế nào là tự do thực sự. Ông chỉ nói toàn chuyện ô nhục. Ô nhục và có thật, chỉ cần đủ can đảm hoặc có tiền, cô sẽ làm được tất cả mà không cần phải giữ danh giá. Tiền không thể mua hết mọi thứ đâu. Chắc là đã có người nào nói với cô câu này. Một mình cô không bao giờ nghĩ ra những lời vô vị như vậy được. Đâu, cô chỉ cho tôi xem, nó không mua được cái gì. Tôi không biết, nhưng nó không mua được hạnh phúc cũng như tình yêu. Thường thường thì nó vẫn mua được đó. Và dù không được đi nữa, nó cũng mua được những thứ đáng kể khác thay vào. Ông có nhiều tiền lắm phải không, thuyền trưởng Butler? Đó là câu hỏi của một người mất dạy, thưa bà Hamilton. Tôi thật ngạc nhiên quá. Nhưng thật vậy, tôi có rất nhiều tiền. Từ một kẻ bị cho ra rìa khi mới trưởng thành không có lấy một xu, tôi đã tự làm nên. Và chắc chắn là lần này tôi sẽ kiếm cả triệu đô la nhờ vào cuộc phong tỏa. Ồ, làm gì mà được như vậy? Được chứ. Phần lớn thiên hạ không ý thức được rằng người ta có thể kiếm được thật nhiều tiền nhờ sự sụp đổ của một nền văn minh, cũng như nhờ sự thành hình của một nền văn minh nào đó. Ông nói gì vậy? Gia đình cô, gia đình tôi và tất cả những người có mặt ở đây đến nay đã kiếm được tiền nhờ vào công cuộc biến đổi một vùng đất hoang đã trở thành một nơi văn minh. Đó là công cuộc thành lập một đế quốc. Người ta kiếm được nhiều tiền trong công cuộc thành lập một đế quốc, nhưng người ta còn kiếm ra tiền nhiều hơn trong khi đế quốc bị sụp đổ. Ông nói đế quốc nào? Đế quốc mà chúng ta đang sống là miền Nam, là liên bang miền Nam, là đế quốc bông vải. Nó đang đổ vỡ ngay dưới chân chúng ta đây. Chỉ có những kẻ điên mới không biết và không chịu lợi dụng sự sụp đổ đó. Tôi đã tạo nên sự nghiệp nhờ sự sụp đổ này. Vậy là ông thực sự cho rằng chúng ta sẽ bị đánh bại hả? Đúng, tại sao phải trốn tránh sự thật chứ? Thôi đi, cứ nói mãi chuyện đó chán lắm. Ông không thể nói được những cái gì tốt đẹp hơn sao, thuyền trưởng Butler? Cô có thích nếu tôi nói mắt của cô giống hai chậu cá vàng chứa đầy nước trong xanh, và khi cá trồi lên mặt chậu như ngay lúc này, trông cô đẹp mê hồn? Không, tôi không thích được xem như vậy. Bản nhạc tuyệt diệu có phải không? Ồ, tôi có thể quay mãi mà không biết mệt. Cô là một vũ nữ đẹp nhất đời mà tôi được ôm trong vòng tay đó. Thuyền trưởng Butler, ông đừng siết chặt quá, người ta đang nhìn mình đó. Nếu không có ai nhìn, cô có thấy khó chịu không? Thuyền trưởng Butler, ông đi quá trớn rồi. Không đâu, nhất là trong vòng tay có cô. Bản gì đây, mới hả? Đúng, tuyệt diệu quá. Đó là bản mà chúng ta nhái theo bọn dân kia. Tựa nhạc là gì? Khi trận chiến tàn khốc này chấm dứt. Lời có hay không? Hát cho tôi nghe đi. Anh yêu có nhớ không? Lần gặp sau cùng đó, khi anh nói yêu em, rồi quỳ xuống bên chân, kêu hùng đứng trước em trong bộ quân phục xám. Anh thề không phản bội cả đất nước và em. Khóc buồn hay quyến luyến, thở dài hay rơi lệ, vô nghĩa phải không anh? Khi chiến tranh tàn khốc và bi thảm đi qua, em khẩn cầu Thượng Đế cho mình gặp lại nhau. Vừa hát nho nhỏ trọn bài xong, Scarlett giải thích: dĩ nhiên, những tiếng quân phục xanh được đổi thành quân phục xám. Ồ, ông nhảy vals tuyệt diệu, thuyền trưởng Butler. Hầu hết những người cao lớn đều nhảy tồi. Trời ơi, luôn mấy năm rồi, bây giờ tôi mới được khiêu vũ lại đó. Chỉ mới có vài phút thôi. Tôi sẽ mời cô một bản kế nữa và... Không được đâu, tôi không nhảy tiếp tục được đâu. Làm vậy là không còn chút danh giá nào nữa cả. Dù sao thì danh giá của cô cũng tan nát hết rồi. Có nhảy thêm một bản nữa thì đã sao? Có lẽ tôi sẽ dành cho các cậu khác một dịp may sau bản thứ 5 hay thứ 6. Nhưng bản chót cô phải dành cho tôi đó. Cũng được, tôi biết mình điên rồi. Nhưng tôi cấp cần. Ai muốn nói gì thì nói. Tôi chán ngấy phải ngồi nhà. Tôi sẽ nhảy và nhảy hoài. Cô dám bỏ nhiễu tan không? Tôi ghét màu tan lắm.
không, không bỏ tang được. Thuyền trưởng Bạch La, đừng ôm sát quá, tôi giận bây giờ. Lúc nổi giận trong cô càng đẹp hơn đó, tôi sẽ siết chặt hơn nữa. Nè, tới khi nào cô thật sự giận lên mới thôi. Cô không biết là hôm ở Twelve Oaks cô đẹp đến mức nào, lúc cô nổi khùng rồi ném mấy cái bình. Ồ, tôi van ông không thể quên chuyện đó sao? Không, đó là một trong những kỷ niệm quý báu của đời tôi mà. Một người đẹp được giáo dục ở miền Nam nhưng vẫn còn dòng máu Ái Nhĩ Lan lớn ác. Cô đúng là người Ái Nhĩ Lan thật sự. Ồ, nhạc chấm dứt rồi kìa, cô Pitipat đang đi tới. Chắc chắn là bà Meriwether đã mét lại. Trời ơi, mình ra chỗ cửa sổ đi, đừng để cô ấy vô lấy tôi lúc này. Mắt cô trợn trừng lớn như hai cái đĩa kia kìa. Vào giờ điểm tâm sáng hôm sau, cô Pitipat đầm đìa nước mắt. Melanie im lặng, còn Scarlett thì vẫn ngoan cố. Tôi bất chấp họ nói gì, điều chắc chắn là tôi đã làm lợi cho bệnh viện nhiều hơn bất cứ ai, còn nhiều hơn tất cả những món hàng lặt vặt đã bán được. Trời ơi, tiền thì có gì đáng kể? Cô Pitipat vừa nói vừa vặn vẹo mấy ngón tay và tiếp. Cô không tin là chính mắt mình đã thấy. Trong khi thằng Sharks bất hạnh chỉ mới chết có một năm, và ông thuyền trưởng Butler ghê tởm kia đã mang cháu ra làm bia trước mọi người. Y kinh khủng lắm, thật kinh khủng, cháu có biết không? Em họ bà Whiting là bà Coleman, có chồng ở Charleston, nói hết với cô về Y. Y là con chiên ghẻ trong một gia đình đáng kính. Ồ, tại sao trong dòng họ Butler lại có thể nảy sinh một kẻ như thế chứ? Y chẳng được thừa nhận ở Charleston, nổi tiếng đểu giả, đã đồi bại với một cô gái. Một chuyện đồi bại đến nỗi bà Coleman không dám biết rõ là chuyện gì đó. Melanie dịu dàng xen vào. Ông ấy không tệ như vậy đâu, dường như ông ta cũng là một nhà quý tộc đứng đắn đó. Cô không thấy ông đã can đảm đến mức nào trong các chuyến dược phong tỏa. Scarlett vừa chế nửa bình mật vào bánh kẹp của nàng vừa gắt gỏng. Hắn ta mà can đảm cái gì? Hắn liều mạng để kiếm tiền thì đúng hơn. Hắn nói với tôi như vậy đó. Hắn chẳng coi liên bang miền Nam ra gì cả. Hắn còn nói chúng ta sẽ bị đè bẹp. Nhưng mà hắn khiêu vũ thì tuyệt vời. Cô Pitipat và Melanie đều hoảng kinh đến chẳng nói ra lời. Tôi đã chán nằm nhà rồi. Bây giờ họ có muốn nói gì cũng vậy thôi. Nàng không nhận ra mấy lời vừa nói chính là của Red Butler. Nó xâm nhập quá nhẹ nhàng và phù hợp với những gì nàng đang nghĩ. Tới chừng mẹ cháu biết thì sao đây? Chị ấy sẽ nghĩ gì về cô? Một cảm giác lạnh buốt chạy khắp người Scarlett khi nàng hình dung tới sự sửng sốt của bà Ellen lúc bà nghe con mình hư đốn. Nhưng ngay sau đó nàng an tâm trở lại vì nhớ rõ là Tara ở cách Atlanta tới 20 dặm. Chắc chắn cô Pitty sẽ không bao giờ mét với bà Ellen vì điều này sẽ tự tố cáo cô là một giám hộ bất xứng. Và nếu cô Pitty không bếp xếp thì nàng vẫn bình yên. Cô Pitty ngập ngừng. Cô nghĩ là nên viết cho ông Henry biết về chuyện này. Mặc dù cô không ưa gì ông ấy, nhưng ông ấy là người đàn ông duy nhất trong dòng họ ta nhờ ông ấy can thiệp với thuyền trưởng Red Butler. Trời ơi, phải chi Charlie còn sống. Cháu đừng bao giờ nói chuyện với đàn ông nữa nghe Scarlett. Melanie từ lâu vẫn ngồi yên, đĩa bánh đã nguội và bây giờ bước tới phía sau Scarlett, vòng tay quanh cổ của em dâu. Em đừng lo ngại gì cả, chị hiểu em lắm. Đêm qua em đã làm một việc hết sức can đảm và đã giúp cho bệnh viện rất nhiều. Nếu ai dám nói một lời nào về em, chị sẽ chống lại ngay. Cô Pitty, đừng khóc nữa. Cô sẽ làm cho Scarlett bối rối mà chẳng đi tới đâu. Mợ ấy còn bé bỏng quá mà. Lùa mấy ngón tay vào mái tóc đen huyền của Scarlett, Melanie tiếp. Và có lẽ chúng ta cũng nên thỉnh thoảng tham gia các buổi hội họp. Cứ ở mãi trong nhà, khư khư lo chuyện buồn riêng là quá ích kỷ. Thời chiến không giống với bất cứ thời nào. Nên nghĩ tới những chiến sĩ đang có mặt ở đây, toàn là những người xa nhà, lại chẳng có ai thăm viếng ban đêm,
và những người khác đang nằm trong bệnh viện mới bình phục nhưng chưa đủ sức trở lại mặt trận. Tại sao chúng ta lại ích kỷ như vậy được? Phải mang về nhà ngay vài ba người vừa bình phục như mọi người khác đã làm, và mỗi chủ nhật cũng nên mời vài ba người tới dùng cơm. Kìa Scarlett, em đừng buồn nữa. Người ta sẽ không còn dị nghị khi họ hiểu ra chị và cô Petey biết em thương Charlie lắm. Scarlett chẳng phiền muộn chút nào, và những ngón tay mềm mại của Melanie chỉ làm nàng nổi xung lên. Nàng muốn vung ra và hô lớn, trỗi nhạc lên, vì ký ức vẫn còn âm ỉ trong đầu. Nàng nhớ lại lúc những người trong vệ binh và dân quân cùng các thương binh khác đã tranh nhau để được khiêu vũ với nàng, và dù gì đi nữa, nàng cũng không muốn được Melanie che chở. Nàng sẽ tự bảo vệ lấy, và nếu mấy mụ già cay nghiệt kia có gào thét lên đi nữa, cũng mặc, nàng vẫn sống được như thường, bất chấp mấy mụ già cay nghiệt đó. Hễ còn nhiều sĩ quan đẹp trai trên đời này thì có gì đáng đâu so với những lời phê phán của họ. Cô Petey vừa chậm nước mắt vừa nghe những lời ngọt ngào của Melanie, bỗng Prissy bước vào với một phong bì dày cộm. Của bà, thưa bà Melanie, một thằng mọi con đưa tới đó. Của tôi hả? Melanie ngạc nhiên hỏi trong khi xé phong bì. Scarlett chăm chú với món bánh kẹp. Bỗng có tiếng khóc òa của Melanie. Nàng giật mình ngước mắt lên và thấy Petey đang ôm lấy ngực cô. Ashley chết! Bà hét lớn, đầu ngã ra sau, hai tay buông thõng xuống. Chúa ơi! Scarlett kêu lên, máu nàng như đông cứng lại. Melanie nói lớn, không không, mau lên, thuốc khỏe đâu Scarlett. Đây rồi, bớt mệt chưa, hít thật mạnh vào không? Không phải tin Ashley đâu, chị xin lỗi đã làm em hoảng hốt, chị khóc vì quá sung sướng. Rồi đột nhiên Melanie mở nắm tay ra và áp một vật gì đó lên môi, rồi nước mắt trào ra. Chị sung sướng quá. Scarlett thấy có ánh sáng lóe lên và nàng nhận ra đó là chiếc nhẫn cưới. Melly vừa nói vừa chỉ bức thư nằm trên sàn nhà. Em đọc đi, ông ta tử tế quá. Scarlett ngạc nhiên lượm mảnh giấy lên. Nàng đọc những dòng chữ viết bằng mực đen, nét bút rõ ràng và mạnh bạo. Liên minh miền Nam có thể cần tới những giọt máu của người trai chứ chưa cần đòi hỏi tới tâm huyết của nữ công dân. Xin bà nhận nơi đây tấm lòng tôn kính của tôi đối với sự can đảm của bà. Bà đừng ngại rằng sự hy sinh của mình vô bổ, vì chiếc nhẫn đã được chuộc lại với giá gấp 10. Thuyền trưởng Red Butler. Melanie đeo chiếc nhẫn vào và ngắm nghía vô cùng trìu mến. Rồi nàng quay sang cô Petey Pat nói với một nụ cười trong khi mặt còn đầm đìa nước mắt. Cháu đã nói với cô rằng ông ta là một nhà quý tộc mà. Chỉ có một nhà quý tộc mới đủ sâu sắc và tế nhị hiểu rõ được nỗi đau xót của cháu khi cháu sẽ gửi sợi dây chuyền vàng để thếp vào. Cô Petey, cô phải gửi thư mời ông ấy tới dùng bữa với chúng ta vào chủ nhật để cháu cảm ơn ông ta. Cũng bị kích động như nhau, Petey Pat và Melanie không nhận thấy là thuyền trưởng Butler không gửi trả luôn chiếc nhẫn cho Scarlett. Chỉ có Scarlett nhận ra và buồn tức. Nàng cũng biết không phải vì tế nhị mà thuyền trưởng Butler đã làm cử chỉ ân cần đó. Chính hắn đã cố ý tạo cơ hội để được mời tới nhà, và hắn cũng biết đích xác rằng làm như vậy là sẽ được mời. Mẹ đã lo lắng vô cùng khi nghe nói đến hành vi của con lúc gần đây. Scarlett ngồi ở bàn đọc thư bà Ellen, mặt cáu kỉnh. Tiếng xấu thường được loan truyền rất mau. Lúc chiến Charleston và Savannah, nàng thường nghe nói dân Atlanta hay xem vào chuyện người khác và hay ngồi lê đôi mắt hơn bất cứ vùng nào ở miền Nam. Bây giờ nàng mới xác nhận điều ấy. Hội chợ tổ chức đêm thứ hai và bây giờ mới thứ năm, mấy con mụ già kia đã viết cho bà Ellen những gì về nàng. Trong một thoáng nàng nghi ngờ cô Petey, nhưng ngay sau đó nàng biết là không phải vậy. Cô đã quá băn khoăn vì ngại bị trách móc về những hành vi của Scarlett, và nếu có bị bắt buộc phải thông báo cho bà Ellen về sự không chu toàn bổn phận giám hộ của mình, thì chính cô là kẻ cuối cùng viết thư, có lẽ là bà Meriwether. Mẹ không ngờ rằng là con đã quên hết tư cách và sự giáo dục của mẹ. Mẹ bỏ qua việc con xuất hiện nơi công cộng trong lúc còn chịu tang, vì mẹ hiểu
con muốn góp phần giúp bệnh viện. Nhưng về chuyện khiêu vũ với một người như thuyền trưởng Butler, mẹ đã nghe rất nhiều chuyện về y. Còn ai mà không nghe nữa? Và dì Pauline của con đã gửi thư cho mẹ chỉ mới tuần qua cho biết y mang nhiều tiếng xấu. Ngay gia đình y ở Charleston cũng đã từ bỏ y, dĩ nhiên là trừ người mẹ đau khổ của y. Tâm địa bất chính của y muốn lợi dụng tuổi trẻ và sự ngây thơ của con để làm cho con bị chú ý, lại còn làm tổn thương danh giá của con và của gia đình mình. Tại sao cô Pitipat lại có thể sơ suất như vậy được? Scarlett nhìn người cô chồng. Cô đã nhận ra tuồng chữ của bà Ellen và cái miệng nhỏ xíu của cô đã méo xệch vì sợ hãi, giống như đứa bé sợ bị quở mắng, hy vọng sẽ tránh được nhờ vào những giọt nước mắt. Mẹ rất đau lòng khi nghĩ rằng con đã mau quên những lời dạy bảo của mẹ. Mẹ đã quyết định gọi con trở về tức khắc, nhưng mẹ muốn để cho cha con lo vụ này. Ông sẽ tới Atlanta thứ sáu để nói chuyện với thuyền trưởng Butler và đưa con về luôn. Mẹ ngại cha con sẽ nghiêm khắc với con, mặc dù mẹ đã có bào chữa cho con. Mẹ hy vọng và cầu nguyện rằng chỉ vì tuổi trẻ và thiếu suy nghĩ nên con mới hành động như thế. Không ai muốn được phụng sự chính nghĩa bằng mẹ, và mẹ cũng mong rằng con gái mình cũng thấy như vậy. Nhưng sự nhục nhã... Bức thư còn dài đoạn cùng một luận điệu tương tự, nhưng Scarlett không đọc hết. Lần đầu tiên nàng cảm thấy sợ hãi thật sự. Nàng không còn chút gì liều lĩnh và ương ngạnh nữa. Nàng cảm thấy bé bỏng và thật sự có tội, như lần ném cái bánh bơ vào xôi le nơi bàn ăn năm lên 10 tuổi. Nghĩ tới người mẹ hiền đã phải quở mắng mình những lời nặng nề như vậy, và cha nàng sắp sửa tới đây để nói chuyện với thuyền trưởng Butler, nàng sợ quá. Bây giờ nàng mới nhận ra tầm nghiêm trọng của vấn đề. Ông Gerard sẽ thẳng tay với nàng. Lần này nàng biết là không mong gì thoát khỏi sự trừng phạt bằng cách ngồi trên gối cha để nũng nịu như trước nữa. Cô Pity run giọng. Không, không phải là chuyện chẳng lành hả cháu? Scarlett rầu rĩ. Ngày mai ba cháu tới, ông sẽ vồ cháu như con quạ, bắt con gà con cho ông coi. Cô Pitipat lùi ghế xa bàn ăn rồi run rẩy. Prissy, Prissy đâu? Tìm lọ thuốc ngửi cho tao. Ôi, tao muốn xỉu rồi đây nè. Nó ở ngay trong túi bà đó thưa bà. Từ nãy giờ con Prissy quanh quẩn sau lưng Scarlett, thích thú được xem một vở bi kịch. Trong cơn giận, ông Gerard luôn luôn có nhiều màn hấp dẫn, miễn là cơn giận đó không nhắm vào cái đầu quan tích của nó. Pity lục lọi trong túi lấy lọ thuốc đưa lên mũi ngửi. Cô và Melanie phải che chở tôi, đừng rời phút nào. Ba tôi rất quý hai người, nếu có cả hai bên cạnh, ông sẽ không làm dữ với tôi đâu. Cô Pitipat đứng lên nói thật yếu ớt. Không được, cô cảm thấy khó ở, phải đi nằm ngay bây giờ. Không chừng nằm luôn suốt ngày mai. Cháu nói với ba cháu là cô xin lỗi. Hèn quá. Scarlett thầm nghĩ và giận dữ nhìn người cô chồng. Phần Melanie, dù mặt đã trắng nhợt vì sợ phải đương đầu với ông O'Hara khạc ra lửa, nàng vẫn cố trấn tĩnh bảo vệ đứa em dâu. Chị sẽ giúp em giải thích với ba em rằng em làm vậy chỉ vì bệnh viện. Chắc chắn ba em sẽ hiểu. Scarlett đáp. Không, ba tôi không nghe đâu. Ồ, tôi sẽ chết mất nếu phải trở về Tara với danh giá bị hoang ố như mẹ tôi đã nói. Cô Pitipat òa lên khóc. Cháu không thể về nhà được. Nếu cháu đi, cô sẽ bị bắt buộc. Cô sẽ phải kêu Henry về ở chung. Và cháu biết cô không thể nào sống chung nổi với Henry. Ban đêm chỉ có một mình Melanie, cô sợ lắm. Nhất là ngoài phố lúc này có nhiều người lạ. Cháu quá dạn dĩ nên cô không cần có đàn ông. Melanie cuống cuồng gần như phát khóc. Ồ, ba em sẽ không đem em về Tara được. Đây mới chính là nhà của em. Chị và cô Pitipat sẽ làm gì được nếu không có em? Các người sẽ hết sức hài lòng khi tôi rời khỏi đây, nếu biết được tôi đang thực sự nghĩ gì về các người. Scarlett cay cú nghĩ, ước mong có một người nào khác hơn là Melanie để che chở cho nàng trước cơn giận của ông Gerard.
Thật là khổ sở khi được bảo vệ bởi một người mình ghét cay ghét đắng. Cô Pitipat ngập ngừng. Có lẽ nên hoãn lại vụ mời thuyền trưởng Butler. Melanie kêu lên. Không thể được, không thể thô lỗ quá như vậy được. Cô Pitipat rên rỉ. Đỡ cô vào giường, cô muốn xỉu tới nơi rồi nè. Ôi Scarlett, sao cháu mang tới cho cô nhiều rắc rối quá vậy? Cô Pitipat vẫn còn trên giường bệnh lúc ông Gerard tới vào xế chiều hôm sau. Qua cánh cửa đóng im ỉm, cô gửi ra nhiều lời cáo lỗi với khách và để cho hai cô gái sợ sệt điều khiển bữa ăn tối. Ông Gerard vẫn giữ vẻ im lìm đe dọa, mặc dù ông đã hôn Scarlett, nựng cằm Melanie và gọi là cháu Melly. Thà ông nổi cơn thịnh nộ hơn là cứ lặng yên như thế. Và đúng như đã hứa, Melanie bám sát Scarlett như cái bóng, khiến một người thanh lịch như ông Gerard không thể trách mắng con gái trước mặt nàng. Scarlett bắt buộc phải nhìn nhận Melanie xoay sở khéo. Nàng làm như chẳng biết gì và khơi chuyện với ông Gerard ngay từ lúc bữa ăn mới được dọn ra. Melanie tân bốc. Cháu muốn nghe chuyện về hạt ta. India và Honey tường thuật dở lắm. Cháu biết là bác hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện. Bác kể cho cháu nghe về hôn lễ của Troy Fontaine đi. Ông Gerard thích thú vì những lời gieo vuốt đó. Cho biết là hôn lễ của Troy Fontaine chỉ được tổ chức đơn sơ, không như lễ cưới các con, vì Troy chỉ có vài ngày phép. Sally, con bé của họ Monroe hôm ấy trông xinh lắm. Không, ông không nhớ hôm đó Sally mặc áo gì, nhưng ông có nghe nói cô ta không được mặc chiếc áo ngày thứ hai sau hôn lễ. Không được mặc hả? Hai cô gái cùng kêu lên hơi mắc cỡ. Đúng vậy, vì nó không được hưởng ngày thứ hai. Ông Gerard giải thích và cười ầm lên vì nhớ ra những nhận xét như thế không hợp với phụ nữ. Mối lo sợ của Scarlett bay theo tiếng cười của ông và nàng trông cậy vào chiến lược của Melanie. Ông Gerard hấp tấp thêm. Bác Roy phải trở lại Virginia ngay hôm sau. Không có những cuộc thăm viếng và cũng không có khiêu vũ. Anh em Tarleton đang ở nhà. Tụi con có nghe tin đó. Họ đã bình phục chưa bác? Không nặng lắm. Stuart bị thương ở đầu gối, còn Brent bị một mảnh nhỏ trái phá ở vai. Các con có biết tụi nó được ban biểu chương anh dũng chưa? Dạ không, bác kể cho tụi con nghe đi. Ông Gerard tự đắc. Hiếu động lắm, cả hai đứa, bác đoán là tụi đó cũng có một chút máu ái nhĩ lan đó. Bác không nhớ các công trạng của tụi nó, nhưng thằng Brent thì lên trung úy rồi. Scarlett hài lòng khi nghe nói tới chiến công của họ, hài lòng như chính chiến công của nàng. Khi một cậu trai nào đó đã theo đuổi nàng, Scarlett bao giờ cũng tin chắc cậu ta vẫn thuộc về nàng, và những chiến công của họ càng làm uy thế nàng lên cao. Ông Gerard nói, bác có một tin sẽ làm cho các con chú ý. Họ nói rằng Stuart lại tìm cách cầu thân với 12 Oaks nữa. Honey hay India? Melanie hồi hộp hỏi trong khi Scarlett trừng mắt vì tức giận. Chắc chắn là India. Cháu không biết là nó đã để ý thằng Stuart khi đứa con gái vô dụng của bác làm siêu lòng thằng kia sao? Ô! Melanie kêu lên, hơi bối rối vì những lời sống sượng của ông Gerard. Còn chuyện này nữa, thằng Brent dạo này thường hay tới Tara. Scarlett đờ người. Nàng gần như bị sỉ nhục khi các ý trung nhân xưa cũ đã quên bẵng nàng đi. Đặc biệt là khi nhớ lại hai anh em song sinh đã phản đối kịch liệt khi nàng báo tin sắp lấy Sharks. Stuart dọa sẽ bắn Sharks, Scarlett hoặc chính anh ta hoặc cả ba. Thật là vô cùng xúc động. Melanie cười ra vẻ hài lòng. Suellen hả bác? Nhưng cháu nghĩ chính ông Kennedy. Ông Gerard ngắt lời. Frank Kennedy hả? Cái tay đó lừng khờn lắm, không hứa hẹn gì hết, nhút nhát tới nỗi sợ chính cái bóng của mình. Bác sắp phải hỏi xem y muốn gì nếu y không dám nói ra. Không, chính đứa con út của bác. Karen. Scarlett sẵn giọng theo lối nói chuyện bình thường của nàng. Còn con nít mà. Ông Gerard cãi lại.
Nó chỉ thua cô có một tuổi khi cô lấy chồng. Hay là cô không thích nhường ý trung nhân cũ cho em cô? Melanie đỏ mặt vì nàng không quen với lối nói chuyện thẳng tuột như vậy, và ra dấu cho Peter mang món chả khoai lên. Nàng cuống cuồng moi ốc cố tìm một đề tài mới, ít tính cách cá nhân hơn mà vẫn có thể làm cho ông Gerard quên đi mục đích chuyến đi của ông. Nàng nghĩ mãi mà chẳng ra, nhưng một khi đã mở lời rồi, ông Gerard chẳng cần đến sự khích lệ của thính giả nữa. Ông nói về chuyện ban quân nhu mỗi tháng mỗi đòi hỏi nhiều hơn như là ăn cướp. Ông cho Jefferson Davis ngu ngốc và chửi mắng bọn ái nhĩ lang tham tiền đầu quân bọn dân kỳ. Khi rượu chát được mang ra và hai cô gái đứng lên, ông Gerard nhíu mày nghiêm nghị nhìn con và yêu cầu Scarlett ở lại với ông vài phút. Scarlett thất vọng nhìn Melanie đang dặn xoắn chiếc khăn tay một cách thối chí rồi bước ra, nhẹ nhàng khép cửa lại. Ông Gerard vừa gay gắt vừa tự tay rót cho ông một ly Porto. Nào, bây giờ thưa cô, hành động như thế đó là đúng phải không? Chắc còn muốn chài một thằng chồng mới khi ở quá chưa được bao lâu hả? Đừng nói lớn mà ba, tụi gia nhân, tụi nó biết hết rồi, khỏi lo. Và mọi người cũng đều biết chuyện tồi tệ đó. Bà mẹ đau khổ của con nhóm bệnh, còn ba thì không dám ngước mặt nhìn ai cả, xấu hổ quá rồi. Đừng con, đừng tưởng lấy nước mắt lung lạc ba nữa. Ông nói hấp tấp với giọng cứng rắn, khiến mắt Scarlett chớp nhanh và môi mím chặt. Ba hiểu con mà, con đã làm dáng trước mộ chồng. Đừng khóc. Thôi, bao nhiêu đó cũng đủ rồi. Ba còn phải đi tìm ông thuyền trưởng Butler quý mến kia để hỏi cho ra lẽ tại sao hắn dám coi nhẹ phẩm giá của con ba. Nhưng để sáng mai đã. Bây giờ thì đừng khóc, chẳng đi tới đâu, chẳng tới đâu hết. Ba đã nhất định rồi. Ngày mai con sẽ về Tara với ba, trước khi con có thể làm mất danh giá gia đình lần nữa. Đừng khóc. Nhìn món quà của ba nè, có đẹp không? Nhìn coi, sao con gây chi nhiều chuyện phiền muộn cho ba vậy? Bắt ba phải lặn lội tới đây trong khi còn lú bù công chuyện ở nhà. Đừng có khóc nữa. Melanie và Pitipat đã ngủ lâu rồi, nhưng Scarlett vẫn còn thao thức trong bóng đêm ấm áp, ngực nóng ran. Rời Atlanta ngay lúc cuộc sống bắt đầu thích nghi với nàng, để về nhà đối diện với bà Ellen. Nàng mong được chết hơn là gặp mẹ. Nàng muốn được chết ngay bây giờ. Lúc đó mọi người sẽ hối tiếc tại sao lại ganh ghét nàng đến thế. Nàng trở mình và vùi đầu vào mặt gối nóng bỏng cho đến khi có tiếng ồn ào từ xa trên con đường vắng lặng đưa tới tai nàng. Âm thanh đó quen thuộc với nàng một cách lạ lùng, dù hãy còn mơ hồ. Nàng bước tới cửa sổ. Con đường với tàn cây giao đầu vẫn êm ả, đen thẫm dưới bầu trời mờ sao. Tiếng ồn ào đến gần hơn, đó là tiếng bánh xe, tiếng nặng nề của gió ngựa và tiếng người nói. Nàng bỗng nhăn mặt khi nhận ra cái giọng ái nhĩ lang lè nhè vì rượu whisky vừa cất lên bài hát Pet đi xe có ghế dựa. Hôm nay không phải ngày lễ ở Jonesboro như ông Joran trở về nhà như kẻ vừa đi dự tiệc tùng. Chiếc xe bốn bánh đen ngòm dừng trước cổng và những bóng người mập mờ bước xuống. Có ai cùng về với ông Joran? Hai bóng người dừng lại trước cổng chính. Nàng nghe tiếng lít kít của chốt cửa và giọng của cha vang lên thật rõ. Bây giờ tao cho chúng mày nghe bài Robert Emmet Pica. Đây là bài mà chúng mày cần phải biết, tao sẽ dạy cho. Với một giọng kéo dài gần như muốn phì cười, người đồng hành đáp. Tốt quá ông O'Hara, nếu ông dạy thì tôi sẽ học, nhưng ngay bây giờ thì chưa được. Trời, lại cái thằng cha Butler. Scarlett vừa nhận ra giọng nói, nàng hơi hoảng lên, nhưng ngay sau đó nàng nhẹ cả người. Ít ra là hai người cũng chưa bắn nhau, họ lại còn khá thân mật để cùng về chung vào một giờ quá khuya trong tình trạng say sưa đó. Cái gì? Tao phải hát và chúng mày phải nghe, nếu không tao bắn chúng mày về cái tội đảng viên của tụi Orange. Chú thích: Orange, một tổ chức ở Bắc Ái Nhĩ Lan thành lập từ năm 1795, ủng hộ Tin Lành giáo, đối nghịch với phe của ông Gerard. Không phải đâu, tôi là dân Charleston. Charleston hả? Charleston lại còn tệ hơn, tệ dữ nữa. Ở đó tao có hai người em vợ,
tao biết rõ lắm. Scarlett hoảng kinh, vội tìm chiếc áo choàng. Bộ ông ấy muốn khai hết da phả ra chắc. Nhưng nàng phải làm sao đây? Nàng không thể ra đường vào giữa khuya để lôi cha vào nhà. Và không nói thêm gì nữa, bám người vào cửa. Ông Geraint ngửa cổ cất giọng ồ ề, bắt đầu hát bản bi ca. Scarlett chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ nghe cha hát và không khỏi mỉm cười. Bài hát sẽ vô cùng thơ mộng nếu cha nàng biết giữ đúng giọng hơn. Đây là khúc nhạc ưa thích nhất của nàng, và trong một lúc xuất thần, nàng chăm chú theo từng lời hát của bài ca ảo não đó. Nàng nghìn trùng xa cách nơi chàng trai anh dũng ngủ yên trong lòng đất, và bao nhiêu tình nhân quanh nàng cùng một lúc thở dài. Ông Geraint tiếp tục hát và Scarlett nghe có tiếng động trong phòng ngủ Pittipat và Melanie. Tội nghiệp, chắc họ đang cuốn lên. Họ chưa quen với những khí phách tự nhiên như ông Geraint. Đến lúc bài ca chấm dứt, hai bóng người nhập cùng một lúc bước lên thềm, rồi có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Scarlett nghĩ, mình nên xuống đó. Dù sao ông cũng là cha mình, chứ để cô Pittipat ra đón ông, chắc cô sẽ ngất trước khi kịp đi. Vả lại nàng không muốn bọn gia nhân trông thấy cha mình trong tình trạng đó. Và nếu để bác Peter dìu ông lên giường là sẽ có chuyện lôi thôi, vì chỉ có Paul mới biết cách làm cho ông yên. Nàng gài nút áo choàng cẩn thận, đốt ngọn nến bên cạnh giường và chạy vội xuống lầu ra phòng ngoài. Đặt nến trên giá đèn, nàng tới mở cửa, và trong ánh sáng chập choạng, nàng cũng đủ nhận thấy Red Butler, áo quần không một nếp nhăn, đang đỡ người cha thấp bé và béo tròn của nàng. Khúc bi ca đó có lẽ đã làm tan chảy cả nghị lực của cha nàng, nên ông lả người đi, dựa hẳn vào Red Butler. Nón ông đã mất, tóc rối bù như bờm ngựa, cà vạt vắt qua một bên tai và có vết rượu nhẽo dài ở ngực áo. Đây là cha cô, phải không? Butler vừa nói với giọng chọc phá, vừa nhìn nàng như muốn dùng ánh mắt soi thủng chiếc áo choàng. Đỡ ba tôi vào. Scarlett sẵn giọng nhưng không khỏi ngượng vì hiện trạng của mình, lại thêm tức giận vì cha nàng đã đưa nàng vào một tình thế có thể làm trò cười cho con người đồi bại đó. Red đẩy ông Geraint tới. Tôi giúp cô đem ông lên lầu được không? Một mình cô không thể đỡ nổi, ông nặng lắm. Nàng há miệng hoảng kinh vì lời đề nghị táo bạo của hắn. Cô Petey và Melanie đang co rúm trên giường sẽ nghĩ sao nếu thuyền trưởng Butler lên lầu. Chúa ơi, không, ở đây thôi, trên cái settee trong phòng khách đó. Chú thích settee, tức ghế trường kỷ. Cô nói sutta hả? Chú thích sutta là giàn hỏa để thiêu người chết. Xin đứng đắn một chút. Đây, đỡ ba tôi nằm xuống. Có cần cởi giày ông ra không? Không, ba tôi ngủ mang giày quen rồi. Scarlett vừa nhận ra mình lỡ lời thì Butler cũng vừa cười nhỏ, vừa bắt chéo hai chân ông Geraint lại. Bây giờ xin ông về cho. Hắn bước ra phòng khách tối mờ, lượm chiếc nón rơi ở ngạch cửa lên. Mình sẽ gặp lại bữa trưa chủ nhật nha. Hắn khép nhẹ cánh cửa lại và đi luôn. Thức dậy vào lúc 5:30, trước khi bọn gia nhân từ nhà sau lên lo bữa điểm tâm, Scarlett chạy mau xuống cầu thang. Ông Geraint đã dậy và đang ngồi trên chiếc ghế dài, hai tay ôm đầu như muốn bóp nát nó ra. Ông lén nhìn lên khi nghe Scarlett bước vào, hai mắt nhức buốt vì phải cử động khiến ông rên nho nhỏ. Scarlett không dám to tiếng nhưng vẫn giận dữ trách cha. Ba làm như vậy mà coi được sao? Đã về nhà khuya lơ khuya lắc, lại còn hát vang lên đánh thức cả hàng xóm nữa. Có hát nữa hả? Sao không? Ba hát bài Lament, hát oang oang luôn. Ôi, ba chẳng nhớ gì hết á. Cả hàng xóm, cả cô Pittipat và Melanie nhớ đời chuyện hôm qua đó. Ông Geraint vừa rên nho nhỏ, vừa thè lưỡi liếm đôi môi khô nước nẻ của mình. Trời ơi, mình chẳng còn nhớ gì cả sau ván bài đó. Ba chơi bài hả?
Cái thằng mọi da đỏ bịt lời dám khoác lác là nó chơi bài hay nhất ở... Rồi ba thua bao nhiêu? Sao lại thua? Tự nhiên là ba ăn chứ. Vài ly rượu vô là ba lại càng đánh say hơn. Ba kiểm tra cái bóp lại coi. Quýnh quán, ông Geraint móc bóp và mở nhanh ra. Ông nhìn cái bóp đống trơn, dường như không tin ở mắt mình. Trời, 500 đô la, tiền mua hàng dược phong tỏa cho bà O'Hara, và bây giờ còn lại không đủ để mua vé xe về Tara nữa. Vừa nhìn thấy chiếc bóp rỗng, một ý nghĩ chợt tới và thành hình rất mau trong đầu Scarlett. Bây giờ con không còn dám ngước nhìn ai ở đây nữa, bà đã bêu xấu cả nhà mình rồi. Đừng có nói vậy con gái, con không biết là đầu ba muốn bể ra đây hay sao. Bà đã say sưa còn về nhà với một kẻ như thuyền trưởng Butler, lại ca hát in ỏi và thua sạch bách. Chơi bài hay như hắn, chắc hẳn phải là một nhà quý tộc. Nó... Nhưng mà má sẽ nói sao khi nghe được chuyện này hả ba? Nhớ đừng có hở môi tiếng nào với má con nghe. Bà ấy sẽ cuống cuồng lên cho mà coi, còn nhớ chưa? Scarlett biểu môi nhưng chẳng nói gì. Đừng làm má con buồn khổ, một người luôn luôn dịu hiền như vậy. Ba nghĩ lại coi, tối hôm qua ba mới nói con là làm huyên ố danh giá gia đình, rồi ngay sau đó ba lại làm như vậy. Thật ra con có làm gì tác tệ đâu, con chỉ nhận lời khiêu vũ vì muốn kiếm tiền cho bệnh viện thôi mà. Tức quá, con muốn khóc rồi đây nè. Ông Geraint giải bày. Thôi con, bao nhiêu đó cũng đủ làm cho ba không chịu nổi. Đầu ba muốn bể ra rồi. Rồi ba còn nói là... Thôi 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 con gái, đừng buồn vì những lời của người cha già cả này nữa. Toàn là chuyện lẩm cẩm thôi. Ba tin con là đứa con gái khéo xoay sở, ba chắc chắn như vậy. Và ba còn muốn bắt con về vì tội bêu xấu gia đình. À con cưng, ba không bắt con về đâu, ba chỉ dọa thôi mà. Nhớ đừng nói với má con về món tiền đó nghe không? Scarlett thành thật trả lời. Không, con không nói gì đâu. Nếu ba chịu để con ở lại đây, và ba sẽ nói với má là mấy mụ già độc hại đó chỉ theo dệt thêm thôi. Ông Geraint rầu rĩ. Đúng là con làm eo làm sách với ba, không hơn không kém à. Và chuyện của ba tối hôm qua cũng nhục nhã không hơn không kém. Ông Geraint lại tâng bốc con gái. Được rồi, ba con mình đồng ý quên hết mấy chuyện đó. Nè, con có biết một người đứng đắn như cô Pitipat có khi nào trữ một vài chai rượu mạnh trong nhà không? Họa may... Scarlett nhón gót đi vào phòng ăn để lấy chai brandy mà nàng và Melanie thường nói với nhau là chai thuốc trị bệnh xỉu. Bởi vì cô Pitipat thường phải uống một ngụm mỗi lần bà sắp ngất hay cho là sẽ ngất. Mặt Scarlett rạng rỡ ra vì chiến thắng, chẳng gợn một chút gì xấu hổ về chuyện bất kính đối với ông Geraint. Từ đây bà Ellen sẽ cảm thấy yên tâm vì những lời nói dối gạt của nàng, dù cho có kẻ nào đó viết thư mét với bà. Và bây giờ nàng được ở lại Atlanta. Bây giờ nàng có quyền làm gần như bất cứ những gì nàng muốn. Đối với nàng, cô Pitipat chỉ là một người đàn bà nhu nhược. Scarlett mở khóa cửa tủ đựng ly tách trong phòng ăn và đứng đó một lúc với chai rượu và cái ly áp vào ngực. Trong đầu nàng hiện ra một dọc dài những cuộc cắm trại bên cạnh dòng nước tung tăng của nhánh sông cây đào, những buổi giả yến ở sườn núi Stone, những cuộc tiếp tân khiêu vũ, những buổi chiều có thể khiêu vũ được, những chuyến dạo chơi bằng xe sông Mã và những bữa ăn thân hữu đêm chủ nhật. Nàng sẽ có mặt ở đó, ngay trung tâm của các cuộc vui và ngay giữa số đàn ông dây quanh. Mà đàn ông thì rất dễ si mê, nhất là khi mình đã giúp họ một vài việc nho nhỏ ở dưỡng đường. Nàng không quan tâm lắm về chuyện bệnh viện nữa. Đàn ông rất dễ bị lôi cuốn khi đang đau yếu. Họ sẽ ngã vào vòng tay một cô gái khôn ngoan, cũng như những trái đào chính ở Tara khi thân cây bị rung nhẹ nhẹ. Nàng trở ra với chai rượu mạnh trên tay. Tạ ơn Thượng Đế đã giúp cho người cha xuất chúng không đủ sức chịu đựng cơn say đêm qua. Và bỗng nhiên nàng tự hỏi, phải chăng Red Butler đã nhúng tay phần nào trong vụ này?
Một chiều tuần sau, Scarlett từ bệnh viện trở về, bực tức và mệt mỏi. Mệt mỏi vì phải đứng suốt sáng và bực tức vì bà Meriwether đã trách mắng nàng thậm tệ bởi nàng đã ngồi lên giường một thương binh để băng cánh tay cho y. Cô Pitipat và Melanie đã ăn mặc đàng hoàng, đang đứng trước thềm nhà với Meet và Pixie sửa soạn chuyến viếng thăm hàng tuần của họ. Scarlett thoái thác tháp tùng rồi lên lầu về phòng riêng. Khi tiếng bánh xe chìm khuất và biết rõ không còn ai trong nhà có thể bắt gặp, nàng lẻn vào phòng Melanie và khóa trái cửa lại. Đó là căn phòng nhỏ nhắn và ngăn nắp, yên tĩnh và ấm áp dưới tia nắng chênh chết buổi chiều. Sàn nhà gạch bóng lưa thưa vài tấm thảm màu sáng, tường vôi trắng cũng không trang hoàng một vật gì, chỉ trừ ở góc phòng có một nơi được Melanie dành làm chỗ cất những vật gia bảo. Ở đó, dưới một lá cờ liên bang miền Nam, treo một thanh gươm chui vàng mà cha Melanie đã mang theo trong trận Mễ Tây Cơ, và cũng chính là thanh gươm mà Sharks đã đeo trước khi chết. Đó cũng là nơi treo khăn quàng cổ và bao súng của Sharks với khẩu súng lục. Giữa thanh gươm và bao súng là một bức ảnh chụp theo phương pháp Daguerre, hình của Sharks ửng đỏ và kiêu hãnh trong bộ quân phục màu xám, đôi mắt to màu nâu ngời sáng như chiếu rọi ra ngoài với nụ cười rụt rè trên môi. Chú thích: Daguerre là phép chụp hình bằng bảng bạc do Daguerre phát minh năm 1787-1821 hết chú thích. Không hề liếc mắt tới bức ảnh, Scarlett thẳng bước tới chiếc hộp đựng thư từ làm bằng gỗ tử đàn đặt trên mặt bàn bên cạnh giường ngủ. Nàng lấy ra một xấp thư có buộc nơ xanh, thư của Ashley gửi cho Melanie, trên cùng là bức thư mà Melanie vừa nhận được sáng nay. Trước lúc lén đọc, Scarlett cảm thấy xấu hổ và lo sợ bị bắt gặp, tay nàng run lên. Nhưng bây giờ lòng tự trọng của nàng đã bị cùng nhục bởi sự tái diễn của tội lỗi, và ngay cả sự lo âu sợ bị bắt gặp cũng tan biến mất. Nhiều lúc nàng thót tim khi tự nhủ, nếu mẹ biết những chuyện này thì sao? Nàng biết thà bà Ellen nhìn nàng chết còn hơn là thấy con mình đánh mất nhân cách. Ban đầu mối lo sợ đó khiến Scarlett băn khoăn vì nàng vẫn muốn được giống mẹ ở mọi phương diện. Nhưng lòng thèm khát được đọc các lá thư của Ashley thật quá mãnh liệt, nên nàng cố xua đuổi những ý nghĩ về bà Ellen. Mấy lúc sau này nàng đã lão luyện trong việc xua đuổi những tư tưởng phiền muộn. Nàng đã học được lối nói: mình không thèm nghĩ tới những ưu tư ấy ngay bây giờ, hãy để tới ngày mai. Và thường thường qua ngày sau, nàng chẳng còn lo nghĩ gì nữa cả, hoặc mối lo đó đã giảm bớt nhiều vì khoảng thời gian chia cách. Do đó chuyện đọc lén thư của Ashley không còn làm lương tâm nàng cắn rứt. Melanie bao giờ cũng tỏ ra dễ dãi, thường đọc to từng đoạn cho cô Pitipat và Scarlett nghe. Nhưng còn những đoạn không được đọc ra đã làm cho Scarlett đau xót, và đó là nguyên nhân khiến nàng đọc lén. Nàng muốn biết có phải Ashley chỉ mới yêu vợ từ ngày cưới hay không. Nàng muốn biết có phải chàng chỉ giả vờ yêu Melanie mà thôi không. Có phải là chàng đã viết cho Melanie những lời thật nồng nàn? Chàng biểu lộ tình cảm với Melanie ra sao và có nhiệt thành không? Nàng cẩn thận mở thư ra. Những nét chữ nho nhỏ của Ashley đập ngay vào mắt nàng: vợ thân yêu của anh. Nàng thở phào ra. Charles không gọi Melanie là cưng hoặc em yêu dấu gì cả. Vợ thân yêu của anh, em bảo rằng em ngại anh che giấu những ý nghĩa chân thật đối với em, và hỏi anh đang suy tư gì trong những ngày qua. Scarlett hoảng hốt thầm nghĩ: Đức mẹ ơi, che giấu những ý nghĩ chân thật hả? Melly đọc được tư tưởng của chàng hay của mình? Có lẽ chị ta đã nghi ngờ chàng và mình. Tay nàng run lên bần bật, kéo lá thư tới gần hơn, nhưng khi đọc đoạn kế nàng cảm thấy yên lòng. Em thân yêu, nếu anh có giấu em chuyện gì thì đó chỉ là vì anh không muốn tạo thêm một gánh nặng cho em thôi. Vì ngoài sự lo lắng của em đối với anh còn làm sao bắt em phải ưu tư hơn nữa về những bấn loạn tinh thần của anh. Nhưng anh không thể giấu em điều gì được, vì em đã hiểu rõ anh. Em đừng quá lo, anh không bị thương cũng chẳng bị bệnh. Anh ăn uống khá đầy đủ và thỉnh thoảng cũng được ngủ trên giường. Người chiến sĩ không thể đòi hỏi gì hơn thế nữa. Nhưng Melanie, tim anh lúc nào cũng nặng nề, và anh sắp phơi bày ra tất cả đây.
Trong những đêm hè này, anh cứ thao thức thật lâu sau khi doanh trại đã ngủ yên. Anh nhìn lên bầu trời đầy sao. Anh tự hỏi, tại sao mà mày lại ở đây, Ashley White? Mày chiến đấu cho ai? Chắc chắn là không phải chiến đấu cho danh dự và vinh quang. Chiến tranh là một điều nhơ nhớp, trong khi anh thì không thích bợn nhơ. Anh đâu phải là chiến sĩ và cũng chẳng bao giờ mong ước tìm kiếm những danh vọng hão huyền, dù là trong tiếng đại bác. Vậy mà ở trận tuyến này đang có anh, một kẻ mà Thượng Đế đã chẳng an bài gì hơn là cho là một nhà quý tộc hiếu học ở vùng quê. Melanie, em có biết tại sao không? Kèn thúc quân không làm máu anh sôi lên được, tiếng trống trận cũng không lôi cuốn được chân anh. Và anh đang thấy rõ ràng chúng ta đã bị phản bội bởi tính kiêu căng của miền Nam, cứ tin rằng một người miền Nam có thể đánh ngã 12 tên Yankee, cứ tin rằng Vương quốc bông vải có thể chế ngự cả thế giới. Chúng ta cũng bị phản bội bởi những chữ, những câu huênh hoang, những thành kiến thù hận xuất phát từ cửa miệng của những người lãnh đạo, những người mà chúng ta tôn sùng. Vương quốc bông vải, chế độ nô lệ, quyền lợi tiểu bang, bọn Yankee đáng trừng trị. Nằm trên mền, nhìn bầu trời sao, anh tự nhủ, mày chiến đấu cho ai đây? Anh nghĩ đến quyền lợi liên bang, bông vải, bọn da đen và đến quân Yankee mà chúng ta đã được dạy dỗ để căm thù. Anh biết tất cả những thứ ấy không phải là lý do đưa anh ra trận mạc. Thay vào đó, anh lại mơ về 12 Oaks, về những hàng cột đắng dưới ánh trăng nghiêng, về cái màu kỳ diệu của những nụ hoa mộc lan lấp loáng trong ánh trăng và những dây tường vi làm cho thềm nhà mát rượi ngay trong những ngày oi ả nhất. Anh lại thấy mẹ anh đang may vá ở đó như những ngày anh còn bé. Anh cũng thấy bọn da đen lem luốc từ đồng ruộng trở về, mệt nhọc nhưng vẫn không ngừng ca hát và sẵn sàng ăn tối. Rồi tiếng trục xích lên khi gầu nước chạm vào làn nước mát lạnh trong giếng. Và còn nữa, anh thấy phong cảnh dài theo con đường dẫn tới bờ sông, băng qua những cánh đồng bông vải và sương chiều bốc dậy từ thung lũng. Đó mới chính là những gì làm anh có mặt ở đây. Dù anh không thích cái chết, cảnh khốn cùng hoặc sự vinh quang, và cũng không hề thù hận một ai. Có lẽ đó là cái được gọi là lòng ái quốc, tình yêu đất nước. Nhưng Melanie, còn một cái gì sâu xa hơn thế? Bởi vì những điều anh vừa kể chỉ là biểu tượng của những gì khiến anh đang liều chết, biểu tượng của cuộc đời anh yêu mến. Bởi vì anh đang chiến đấu cho những ngày xa xưa, cho nếp sống cố cựu của chúng mình mà anh vô cùng yêu quý. Nhưng anh sợ là những thứ đó sắp vĩnh viễn mất đi, dù cục diện ra sao, bởi lẽ thắng hay bại, chúng ta cũng đã mất hết rồi. Nếu thắng trận và vẫn giữ được cái vương quốc bông vải mơ ước, chúng ta vẫn mất, bởi vì chúng ta trở nên những con người khác và nếp sống êm đềm cố cựu không còn nữa. Thế giới sẽ tấp nập trước ngưỡng cửa của chúng ta mà kêu gào bông vải, và chúng ta có thể tha hồ định đoạt giá cả theo ý muốn. Lúc đó anh sợ chúng ta sẽ giống bọn Yankee, những kẻ chỉ biết hoạt động để kiếm tiền, ham lợi và đầu óc còn buông, cái thứ đầu óc mà hiện thời chúng ta đang khinh miệt. Và nếu chúng ta bại trận, Melanie, nếu chúng ta bại trận, anh không sợ gian nguy, không sợ bị làm tù binh, không sợ bị thương và cũng không sợ chết nếu cái chết phải tới. Nhưng anh sợ khi cuộc chiến này kết thúc, chúng ta không bao giờ tìm lại được những ngày xưa cũ, trong khi anh chỉ quen được với những ngày thơ mộng đó. Anh không thích hợp với cái thực tại chỉ biết điên cuồng chém giết này. Và anh lo ngại dù có cố gắng đến đâu, anh cũng không thể nào hòa hợp được với đời sống mới. Cả em cũng vậy, bởi vì em cũng cùng dòng máu với anh. Anh không biết rồi tương lai sẽ mang đến cho ta những gì, nhưng chắc chắn là không thơ mộng và êm ả như quá khứ. Anh nằm đây, nhìn các chiến hữu bên cạnh và tự hỏi, chẳng biết hai anh em song sinh Tarleton hay Alex hoặc Kay có cùng suy tư giống như mình không? Anh tự hỏi họ có biết là họ đang chiến đấu cho một chính nghĩa đã bị đánh mất ngay từ phút nổ phát súng đầu tiên không? Bởi lẽ chính nghĩa phản ánh trung thực của nếp sống chúng ta đã tan biến rồi. Anh cho rằng họ không nghĩ như anh, và đó là điều may cho họ. Anh không nghĩ tới những chuyện đó khi hỏi em làm vợ. Anh chỉ nghĩ rằng đời sống của 12 Oaks vẫn đều đều như xưa, thanh bình, thoải mái và bất biến. Melanie, anh và em cũng như nhau,
chúng mình cùng yêu những gì êm đềm và trước mắt anh là một chuỗi dài những năm bình thản chỉ để đọc sách, nghe nhạc và mơ mộng. Không có chuyện đó, chuyện đó không thể xảy ra. Nó đến với tất cả chúng ta trong sự sụp đổ của nếp sống cổ truyền, cuộc tàn sát đẫm máu và lòng thù hận. Melanie không có gì trả giá được nó. Quyền lợi liên bang ư? Không. Bọn nô lệ ư? Không. Bông giải ư? Cũng không. Không có gì trả giá được những điều đang và có lẽ sẽ tới với chúng ta. Vì nếu bọn Yankee thắng, tương lai chúng ta sẽ thảm khốc không ngờ được. Nhưng em ơi, họ rất có thể đánh bại ta. Đáng lẽ anh không nên viết những lời này, ngay cả nghĩ tới cũng không nên. Nhưng em đã hỏi anh đang lo nghĩ gì thì đây chính là mối lo bại trận. Em có nhớ hôm giả yến, cái hôm loan báo lễ thành hôn của chúng mình, một người tên Butler nói giọng Charleston sắp gây thành chuyện đánh nhau vì những lời nhận xét về sự dốt nát của miền Nam không? Em còn nhớ hai anh em song sinh Tarleton đã đòi bắn vì ông ta đã bảo chúng ta chỉ có lèo tèo và nhà máy đúc, máy xay, một ít thuyền bè, công binh xưởng và cơ xưởng không? Em còn nhớ ông ta đã bảo là hạm đội Yankee có thể chặn nghẽn chúng ta đến nỗi không thể nào xuất cảng Bông Giải được không? Ông ta có lý. Chúng ta chiến đấu bằng súng hỏa mai thời chiến tranh giành độc lập để đối phó với súng trường tân tiến của Yankee, và cuộc phong tỏa càng ngày càng trở nên chặt chẽ đến nỗi thuốc men cho bệnh viện cũng không thể lọt vào. Đáng lẽ chúng ta phải lưu tâm tới nhận định của những kẻ hay chỉ trích như Butler, vì ông ta nhìn thấy, thay vì tin lời của mấy ông chính khách chỉ có cảm nghĩ. Thật vậy, ông ta đã nói là miền Nam chẳng có gì để thử thời vận với chiến tranh ngoài Bông Giải và tính kiêu căng. Bông Giải đã chẳng còn giá trị, chỉ còn lại tính kiêu căng. Nhưng anh gọi sự kiêu căng vô bờ bến đó là lòng dũng cảm. Nếu... Đọc tới đó, Scarlett cẩn thận xếp thư lại và cho trở vào phong bì. Nàng đã quá chán để có thể đọc thêm. Hơn nữa, cái giọng điệu trong thư càng làm nàng thối chí với lời tiên đoán nhảm là miền Nam sẽ thua. Giả lại, nàng có muốn đọc thư của Melanie để biết những tư tưởng hoài nghi và vô vị của Ashley đâu? Ngày trước, trên thềm Tara vào những buổi chiều tàn, nàng đã bao lần nghe những ý nghĩ tương tự của Ashley. Nàng chỉ muốn biết Ashley có viết cho vợ những lời âu yếm không thôi. Nhưng chẳng có gì cả. Nàng đã đọc hết mấy lá thư trong hộp và chẳng thấy có gì hơn ngoài những lời mà một người anh có thể viết cho một cô em. Thư chàng cũng tràn trề tình cảm, đầy suy biện nhưng hoàn toàn không phải là thư tình. Scarlett từng nhận được nhiều lá thư tình cuồng nhiệt, nhận ra thế nào là giọng điệu yêu đương thật sự. Nhưng nàng chẳng thấy gì cả. Cũng như bao nhiêu lần đọc lén thư của chị chồng, nàng thấy tự phụ và thỏa mãn vì nghĩ rằng Ashley vẫn yêu mình. Và cũng như bao lần đó, nàng khinh bỉ Melanie vì chuyện không ý thức được là Ashley chỉ thương cô ta như với một người bạn. Hiển nhiên là Melanie không nhận thấy trong thư chồng thiếu sót một cái gì. Bởi lẽ có bao giờ nàng nhận được thư tình nào đâu để mà so sánh. Scarlett nghĩ, chàng chỉ viết toàn những chuyện điên khùng. Nếu chồng mình viết cho mình một cách lạc lẽo như vậy thì anh ta sẽ biết. Tại sao như vậy được? Ngay Charles còn viết hay hơn nhiều. Cầm những lá thư lên, nàng nhìn kỹ ngày tháng, nhớ kỹ từng nội dung. Không đoạn nào miêu tả cảnh hùng tráng khi dừng quân giữa trời hay những trận đột kích oanh liệt như Doxymith để viết cho cha mẹ, hay Dallas McClure để viết cho mấy bà chị lỡ thời của anh ta, cô Faith và cô Hope. Mấy người họ Smith và McClure thường hãnh diện đọc to các lá thư đó cho hàng xóm nghe, và Scarlett thường xấu hổ thầm vì Melanie chẳng có lá thư nào của Ashley như vậy để có thể đọc lớn trong các kỳ hội may vá. Có thể nói là khi viết cho Melanie, Ashley đã cố quên đi chiến tranh, vừa tìm cách vẽ chung quanh vợ chồng chàng một vòng tròn huyền diệu, vượt thời gian, tách biệt hẳn mọi việc kể từ ngày xảy ra vụ căn cứ Sumter. Dường như là chàng cố gắng tạo cho mình niềm tin chẳng hề có chiến tranh. Chàng viết về những quyển sách, những bản nhạc mà chàng và Melanie đã cùng đọc, cùng hát, về những người bạn cũ và những nơi chàng đã viếng thăm trong chuyến du lịch châu Âu. Trong thư ẩn chứa một sự khao khát vô vọng là được trở về 12 Oaks. Nhiều trang liên tiếp chỉ đề cập tới chuyện săn bắn, chuyện cưỡi ngựa rong chơi trong cánh rừng êm ả
giữa đêm thu lạnh giá, những dạ yến, những buổi câu cá, những đêm trăng tĩnh mịch và cảnh sắc êm đềm của ngôi nhà cũ. Nàng nghĩ tới những câu vừa đọc. Không có chuyện đó, không bao giờ xảy ra chuyện ấy. Hình như đó là những tiếng kêu thảm thiết của một tâm hồn đau khổ đang phải đương đầu với những gì mình không thích. Nàng băn khoăn nghĩ, nếu chàng không sợ bị thương, không sợ chết, vậy thì sợ cái gì? Không đoán nổi, Scarlett lại càng bối rối thêm. Chiến tranh khuấy rộn chàng, trong khi chàng không ưa bị khuấy rộn. Có lẽ chàng yêu mình nhưng sợ cưới mình, vì sợ mình sẽ quấy rối nếp sống và sự suy nghĩ của chàng. Không, chàng hoàn toàn không sợ điều đó. Ashley không hèn nhát. Chàng đã được tuyên dương công trạng và đại tá Swan đã giúp cho Melly khen ngợi tài chỉ huy của chàng trong các cuộc đột kích. Khi đã nhất định làm gì, không ai can đảm hoặc cương quyết hơn chàng. Nhưng chàng sống với nội tâm nhiều hơn và ghét dấn thân vào cuộc đời và... Ồ, mình không hiểu ra sao hết. Nếu mấy năm trước mình hiểu được chỉ điều đó không thôi, chàng cũng đã cưới mình rồi. Ấn sấp thư vào ngực một lúc lâu, nàng nghĩ về Ashley. Tình nàng không thay đổi từ khi bắt đầu yêu Ashley đến nay. Cũng những tình cảm đã làm nàng ngây ngất vào một ngày nàng 14 tuổi. Nàng đứng trên thềm Tara nhìn Ashley mỉm cười, phi ngựa lên đồi, tóc chàng óng mượt dưới ánh sáng ban mai. Tình nàng cũng vẫn còn là sự tôn sùng của một thiếu nữ với một người đàn ông mà cô ta không hiểu, một người đàn ông có toàn những đức tính cao quý mà cô ta không có và đem lòng thán phục. Chàng vẫn là một hiệp sĩ toàn mỹ mà các thiếu nữ mộng mơ, và giấc mơ của nàng không đòi hỏi gì hơn là được chàng thú nhận yêu mình, cũng không mong gì xa hơn là được tiếp nhận một cái hôn. Đọc thư xong, nàng nghĩ chắc chắn là Ashley đã yêu nàng, Scarlett, dù đã cưới Melanie. Đó là những gì nàng khao khát. Nàng còn trẻ và vẫn ngây thơ. Nếu Sharks đã không quá vụng về và nhút nhát mỗi khi chạm người nàng, thì trong giấc mơ hướng về Ashley, nàng đâu chỉ có mang một cái hôn thôi. Những đêm trăng ngồi kề cận với Sharks chẳng gợi cho nàng một sự thú vị nào hoặc làm cho nàng trưởng thành ra. Sharks dụng đến nỗi chẳng làm cho nàng được biết thế nào là khoái lạc, là âu yếm, hay thế nào là sự liên hệ mật thiết thực sự của thể xác hoặc tâm hồn. Đối với nàng, lạc thú có nghĩa là phải chịu chế ngự dưới sự điên cuồng khó hiểu của đàn ông, phải đau đớn, bối rối liên tục, và chắc chắn điều đó sẽ gây ra cơn đau xé còn hơn khi sinh đẻ. Hôn nhân phải hoàn toàn như vậy. Trước ngày nàng thành hôn, Bảy Len đã khéo léo cho nàng hiểu là trong hôn nhân có những điều mà người đàn bà phải chịu đựng với thái độ nghiêm trang và nghị lực. Ngoài ra, những lời bình phẩm thì thầm của các bà vợ khác đã làm cho nàng đoan quyết như thế từ ngày quá chồng. Scarlett sẽ hài lòng nếu phải mệt lã vì lạc thú và hôn nhân. Nàng đã mệt lã với hôn nhân nhưng không phải với tình yêu. Do đó, tình nàng đối với Ashley là một cái gì ngoại lệ, không liên hệ gì tới lạc thú hoặc hôn nhân, mà là một cái gì thánh thiện và toàn mỹ, một thứ cảm xúc đã len lén thành hình trong bao nhiêu ngày dài im lặng. Vừa thở dài, Scarlett vừa cẩn thận thắt lại chiếc nơ quanh sấp thư, tự hỏi hàng ngàn lần là chẳng biết cái gì ở Ashley đã luôn luôn vượt ra ngoài tầm hiểu biết của nàng. Nàng cố nghĩ tới một kết luận thật hài lòng, nhưng luôn luôn nó cứ thoát khỏi trí óc đơn giản của nàng. Nàng đặt sấp thư vào hộp và đậy nắp lại, và bỗng cau mày vì chợt nghĩ tới đoạn sau của lá thư vừa đọc, lúc Ashley đề cập tới Butler. Sao Ashley lại ghi nhớ những lời lẽ của con người đê tiện kia đã nói cách đây tới một năm? Thuyền trưởng Butler nhất định là một tên đê tiện, dù hắn khiêu vũ tuyệt vời. Chỉ có một tên đê tiện mới dám phỉ báng liên bang miền Nam như Butler đã từng làm trong hội chợ. Tới trước gương, Scarlett vuốt lại mái tóc óng ả một cách hài lòng. Bao giờ cũng vậy, cứ mỗi lần nhìn thấy màu da trắng nõn và đôi mắt xanh biếc xênh xết của mình là nàng lại vững tin và cười cho má lúm đồng tiền. Rồi bóng dáng bỉ ổi của Red Butler bị nàng xóa biến khi nhớ lại là Ashley lúc nào cũng thích ngắm đồng tiền ở má mình. Không một chút hối hận nào về chuyện yêu trộm chồng kẻ khác,
hoặc đọc thư lén của người ta đến quấy rối sự hài lòng về tuổi trẻ và bóng sắc của nàng, nhất là khi nàng vừa lấy lại được lòng tin cho rằng Ashley vẫn yêu mình. Nàng mở cửa và đi xuống thang lầu xoáy ốc tối mờ, người cứ lâng lâng. Tới khoảng giữa cầu thang, nàng bắt đầu hát khi cuộc chiến tàn khốc này kết thúc. Các bạn đang nghe truyện ngắn audio trực tuyến trên kênh YouTube Truyện Hay. Hãy nhấn theo dõi kênh để cập nhật những truyện ngắn hay nhất hàng ngày nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong truyện sắp tới. Chúc các bạn nhiều niềm vui và hạnh phúc.